Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 726 cầu cứu. Chu Phi Dương ngẩng đầu lên thấy đúng là Lệ Uy Long đang dẫn dắt một nhóm nữ quân binh giết tới đây, lập tức vui mừng khôn xiết. Anh rể, mau tới cứu chúng tôi. Chu Phi Dương kích động hét lớn. Lệ Uy Long từ xa đã nhìn thấy Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương bị đánh tới thâm tím đầy mình, nhưng anh đang bị rất nhiều quân binh của địch chặn đánh, không thể chốc lát xông tới cứu bọn họ được. Mà lúc này, đám tướng địch kia dồn dập chạy ra từ bên trong nhà họ Trần. Mau thả Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương xuống để uy hiếp bọn chúng. Một tên tướng địch hét lớn. Đám người phụ trách canh giữ Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương lập tức thả hai người bọn họ xuống. Sau đó, hai tên tướng địch chia nhau cầm súng chĩa thẳng vào đầu của Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương chỉ vừa mới thấy được tia hy vọng được giải cứu, không ngờ rằng trong chớp mắt đã bị quân địch dùng súng chĩa thẳng vào đầu, lại lập tức bị dọa đến phát sợ. Lập tức ngừng bắn, lập tức ngừng bắn, Lệ Uy Long, Trung tướng Ano có điều muốn nói với anh, một tên tướng địch không ngừng hét lớn. Đám quân địch nghe thấy tưởng rằng phải đầu hàng liền lần lượt ngừng bắn. Lệ Uy Long nhìn thấy quân địch đều đang ngoan cố chống cự, hơn nữa Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương đều đã trở thành con tin, liền hạ lệnh ngừng bắn. Anh cũng muốn nghe xem rốt cuộc người sắp đối mặt với cái chết như Ano còn muốn nói điều gì nữa. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng sau khi tuân lệnh ngừng bắn lập tức vây quanh Lệ Uy Long, xả thân bảo vệ anh để phòng quân địch bắn lén. Hai bên mặc dù đều ngừng bắn, nhưng tuyệt nhiên vẫn dương cao súng, dương cao gươm. Ano có gì muốn nói? Mau chóng bảo hắn ra nói. Nói xong hãy chịu chết đi. Lệ Uy Long nói. Ano ở bên trong nghe thấy tiếng đạn bom đã ngừng hẳn liền nói với đám hộ vệ bên cạnh, theo tôi ra ngoài gặp Lệ Uy Long. Vâng, mấy trăm tên hộ vệ lập tức vây quanh Ano, ra khỏi nhà họ Trần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người nhà họ Trần nghe thấy tiếng đạn bom bên ngoài đột nhiên dừng lại, tất cả đều thắc mắc ngơ ngác nhìn nhau. Sao tiếng súng lại đột nhiên dừng lại thế? Ai mà biết được cơ chứ? Không phải là Ano muốn đầu hàng đó chứ? Nếu như Ano đầu hàng, nhà họ Trần chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào tay Lệ Uy Long, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ đi đời nhà ma mất. Đúng thế, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Người nhà họ Trần thi nhau suy đoán, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, run rẩy lẩy bẩy. Ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Điều gì đến rồi sớm muộn gì cũng phải đến, muốn trốn cũng không trốn được. Ông cụ Trần nói. Đúng thế, vậy chúng ta ra ngoài xem sao đi. Mọi người đều cảm thấy cứ ở lì trong nhà cũng không phải cách hay, nếu như Ano đầu hàng, thì mình cũng đầu hàng theo thôi. Thế là người nhà họ Trần cũng nơm nớp lo sợ đi ra ngoài. Lúc này, Ano đã đi tới trước cửa lớn nhà họ Trần. Hai vị chiến thần đương thời là Lệ Uy Long và Ano cuối cùng cũng chạm mặt nhau. Lệ Uy Long, tôi muốn cùng cậu đấu riêng. Ano nói. Cậu thua chắc rồi, tại sao tôi lại phải đấu riêng với cậu cơ chứ? Lệ Uy Long hỏi một cách thờ ơ. Cậu là chiến thần Thiên Long của Long Quốc, còn tôi là chiến thần bất bại của Liệp Ưng. Chúng ta cùng cậu quyết đấu một trận đỉnh cao, quyết định phân thắng thua của trận chiến tranh này. Cậu có dám đấu cùng tôi hay không? Ano nói. Bây giờ tôi đang nắm chắc phần thắng trong tay, trong phút chốc có thể giết được cậu. Vậy tại sao tôi lại phải mạo hiểm đấu riêng với cậu, cậu đưa ra lý do đi. Lệ Uy Long tuy không sợ Ano, nhưng vẫn lo lắng nhớ gã có âm mưu gì nên không dám mạo hiểm đồng ý đấu riêng với gã. Mặc dù cậu đã nắm chắc phần thắng trong tay, chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng tôi vẫn còn 2.000 quân hộ vệ. 2.000 quân hộ vệ này tuy không đánh thắng được quân binh của cậu, nhưng có thể khiến cho đội đặc nhiệm Phượng Hoàng của cậu chịu tổn thất nặng nề. Ano nói. Lời của Ano vừa dứt. Mũi súng dồn dập chĩa ra từ mọi cửa sổ, ngóc ngách, mái nhà của nhà họ Trần. Những tên này đều là hộ vệ bảo vệ bên cạnh Ano. Tiếp đó, Ano lại nói, nếu như cậu đồng ý đấu riêng với tôi, nếu giết chết tôi, quân binh và hộ vệ của tôi sẽ trở thành đám rắn không đầu. Bọn họ sẽ buông bỏ vũ khí đầu hàng, cậu sẽ không mất một tên binh tên tướng nào hết mà vẫn giành được chiến thắng. Nếu như cậu không chấp nhận lời thách đấu riêng của tôi, tôi sẽ cho hộ vệ của tôi cùng với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng của cậu quyết chiến tới cùng, khiến cho cậu tổn thất nặng nề. Cậu vốn yêu quân như con, lẽ nào cậu nhẫn tâm nhìn những tên nữ binh bên cạnh cậu thương vong hơn nửa sao? Sau khi nghe Ano nói, Lệ Uy Long lập tức lay động. Anh đương nhiên biết rằng muốn diệt hết số hộ vệ này của Ano chắc chắn sẽ phải đánh đổi rất nhiều.
anh thực sự không nhẫn tâm để đội đặc nhiệm Phượng Hoàng vì chém giết những tên cầm thú này mà phải trả cái giá quá cao. Những cô nữ binh này đều là những cô gái trên dưới 20 tuổi, độ tuổi tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Nếu như vì bản thân mình không chấp nhận lời thách đấu của Ano mà khiến cho họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, anh sẽ cắn dứt cả cuộc đời này mất. Hơn nữa anh còn có trong tay thanh thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu, cũng đã từng học qua vài chiêu thức kiếm Hiên Viên, anh thực sự chẳng sợ gì Ano cả. Bản thân là thống lĩnh của cả vạn quân, nếu như có thể thông qua thách đấu riêng mà phân định được kết quả thắng thua của trận chiến này, anh không mong muốn phải hy sinh bất cứ một binh sĩ nào hết. Anh sớm đã từng nghe nói kiếm pháp của Ano là có 102, anh cũng rất muốn đấu với Ano người có cái danh xưng là chiến thần bất bại này. Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Lê Uy Long thẳng thắn chấp nhận. Chương 727 chấp nhận. Ano không ngờ rằng Lê Uy Long lại chấp nhận một cách dễ dàng như thế, lập tức mừng thầm trong lòng. Gã vốn nghĩ Lê Uy Long sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận như thế nên đã lập sẵn kế hoạch tiếp theo là lấy Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương ra ép Lê Uy Long chấp nhận thách đấu với mình rồi. Nào ngờ rằng bây giờ chẳng cần đến bước đi này Lê Uy Long cũng đã chấp nhận lời thách đấu rồi. Còn Hà Ngọc Vinh và nữ tướng đặc nhiệm của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nghe thấy Lê Uy Long vậy mà lại đồng ý cùng Ano đấu riêng, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Hộ soái, hiện tại chúng ta đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt bọn chúng, anh không thể đấu riêng với hắn ta được. Hà Ngọc Vinh nói. Đúng vậy, anh đấu riêng với hắn ta là quá mạo hiểm, chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi, cứ thẳng tay tiêu diệt bọn chúng là xong. Một nữ binh đội đặc nhiệm nói. Tôi làm như vậy là để giảm bớt thương vong cho mọi người. Ano vẫn còn 2.000 quân binh nữa, muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu rất nhiều thương vong. Lê Uy Long nói. Chúng tôi không sợ chết. Đúng thế, chúng tôi cho dù có phải chết cũng không muốn anh mạo hiểm. Nghe nói kiếm pháp của Ano vô cùng giỏi, anh không thể lấy bản thân ra đánh cược được. Nữ binh trong đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nhao nhao nói. Mọi người không sợ chết, chẳng lẽ tôi còn sợ chết hay sao? Tôi thân là hộ soái bảo vệ đứng đầu của Long Quốc chẳng nhẽ lại sợ tên Ano này hay sao? Lê Uy Long nói. Anh là thống lĩnh của chúng tôi, lỡ như anh bị hắn ta giết thì sao? Một nữ binh đội đặc nhiệm nói. Nếu như tôi chết, mọi người lập tức nổ súng tiêu diệt đám quân địch này ngay, tuyệt đối không được để bọn chúng trốn thoát. Lê Uy Long nói. Nhưng mà chúng tôi không thể nào không có anh. Vì an toàn, anh vẫn không nên đấu riêng với hắn ta thì hơn. Lại một nữ binh đội đặc nhiệm nói. Mọi người không cần nói gì nữa, đây là cuộc đấu đỉnh cao giữa chiến thần Thiên Long của Long Quốc với chiến thần bất bại của Liệp Ưng. Tôi phải cho quân địch biết rằng kiếm pháp của Long Quốc tôi lợi hại tới mức nào. Lê Uy Long nói. Nữ binh nghe thấy Lê Uy Long nói vậy, biết rằng anh đã quyết thế nên không dám tiếp tục khuyên nữa. Lê Uy Long, cậu quả đúng là chiến thần số một của Long Quốc, tôi khâm phục dũng khí của cậu. Ano nói. Cậu dám xâm phạm Long Quốc của tôi, tàn sát quân dân của Long Quốc tôi, hôm nay chính là ngày chết của cậu. Lê Uy Long nói. Người chết chưa chắc đã là tôi. Nói về đấu riêng tôi chưa từng sợ bất kỳ ai. Ano không muốn rằng còn chưa bắt đầu đấu đã thua về khí thế. Cậu được mệnh danh là cao thủ kiếm pháp số 1 của Liệp Ưng, hôm nay để tôi học hỏi xem sao, cho cậu nếm thử kiếm pháp của Long Quốc tôi, khiến cậu chết một cách tâm phục khẩu phục. Lê Uy Long nói. Được, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ quyết một trận sống còn, xem rốt cuộc là kiếm pháp của Long Quốc cậu lợi hại hay là kiếm pháp của Liệp Ưng tôi lợi hại. Ano nói. Nói nhảm ít thôi, lấy kiếm ta đi. Lê Uy Long không muốn tiếp tục phí lời với Ano nữa. Ano không nói gì nữa, từ từ rút ra thanh kiếm của gã. Lê Uy Long cũng từ từ giơ lên thanh Tiểu Thính Vũ Lâu trong tay mình. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Lê Uy Long và Ano đều không vội vàng xuất chiêu, đều muốn đợi đối phương xuất chiêu trước, tiếp đó mới lùi một bước để đánh trả đối phương. Mùi sát khí nồng nặc khiến mọi người ai nấy đều thở hổn hển. Lúc này người nhà họ Trần cũng đã ra bên ngoài từ sớm, nhưng bọn họ đều không dám lại gần mà chỉ trốn ở phía đằng sau quan sát. Nhìn thấy Lê Uy Long trong tình trạng hoàn toàn chiếm ưu thế nhưng vẫn đồng ý đấu với Ano, khiến bọn họ dường như đã nhìn thấy cơ hội sống sót của bản thân mình. Bởi vì bọn họ đều biết kiếm pháp của Ano vang danh thiên hạ nên đã nhìn thấy được tia hy vọng xoay chuyển cục diện. Chỉ cần Lê Uy Long chết, bọn họ sẽ còn hy vọng được sống sót. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương đều hy vọng lần này Lê Uy Long sẽ thắng, bởi vì chỉ khi Lê Uy Long thắng,
bọn họ mới có hy vọng được cứu. Anh rể, anh phải cẩn thận nhé, anh nhất định phải đánh bại hắn ta đấy nhé. Lúc này Chu Phi Dương không nhịn được nữa mà hét lớn. Chương 728 xấu hổ. Đừng ồn ào, cái đồ phản bội, mày không đáng gọi tao là anh rể. Lệ Uy Long lạnh lùng nói. Bây giờ anh và chiến thần bất bại Ano chuẩn bị quyết đấu với nhau, không muốn bị mất tập trung. Hơn nữa, Chu Phi Dương vốn đã dã tâm phản nghịch, khiến anh vô cùng ghét, sớm muộn gì cũng phải trừng trị anh ta. Chu Phi Dương khi nghe Lệ Uy Long nói như vậy, lòng anh ta càng thêm lạnh. Anh ta đã linh cảm được rằng, cho dù Lệ Uy Long có thể tự cứu mình, bản thân anh ta cũng không có kết cục tốt đẹp. Còn Chu Lệ Ngọc nhớ đến những việc gây khó dễ trước đây cô ta đã làm với Lệ Uy Long, bây giờ nhìn thấy Lệ Uy Long đến, cô ta cảm thấy thật xấu hổ không dám bắt chuyện với anh. Vào lúc này, Ano lợi dụng lúc Lệ Uy Long mất tập trung, ngay lập tức nhảy lên không trung, dùng kiếm đâm vào Lệ Uy Long. Ngay vào lúc này, thanh kiếm lấp lánh, một đao kiếm sắc bén, bùng lên xuất ra, hướng đến trái tim Lệ Uy Long. Ano thân là đệ nhất cao thủ của nước Liệp Ưng, thanh kiếm của gã, tất nhiên cũng có thể phát huy được sức mạnh của kiếm. Lệ Uy Long thấy Ano đã ra tay, đồng tử của anh đột nhiên co rút lại thành một điểm, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang bay về phía mình. Bản thân anh là thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, nếu như anh tránh, thì luồng kiếm của Ano chắc chắn sẽ làm các thành viên trong đội đặc chiến bị thương. Khi thanh kiếm gần chạm đến trái tim của Lệ Uy Long, Lệ Uy Long không hề né tránh, mà trực tiếp dùng tiểu thính vũ lâu chắn thanh kiếm ngay trước ngực. Rầm! Nhát kiếm của Ano chạm vào kiếm của Lệ Uy Long, phát ra âm thanh lớn. Lệ Uy Long bị tác động mạnh lùi ba bước. Anh không khỏi ngạc nhiên, Ano này là như một vị thần chiến tranh bất bại ở nước Liệp Ưng, kiếm sĩ đầu tiên, quả nhiên đây không chỉ là hư danh. Còn Ano đã bị sốc khi thấy Lệ Uy Long có thể trực tiếp chặn được kiếm của gã, thật sự bị sốc. Sau khi Lệ Uy Long đứng vững, anh lập tức hướng về phía Ano. Trong khoảnh khắc đó, một luồng kiếm khí mạnh mẽ xẹt qua không trung, giống như một thanh trường kiếm cực lớn, chém về phía Ano. Lúc này cơ thể Ano còn trên không trung, thấy Lệ Uy Long tùy tiện vung kiếm, là có thể khơi dậy được uy lực của kiếm như vậy. Đối mặt với sức mạnh to lớn này của kiếm, gã lại không dám dùng kiếm để chắn kiếm khí như Lệ Uy Long đã làm. Gã chỉ có thể lăn lộn trên không, tránh sự công kích mãnh liệt từ kiếm của Lệ Uy Long. Lệ Uy Long không cho Ano một cơ hội thở gấp nào, ngay lập tức bay lên không trung, dùng chiêu một nhát hiên viên cửu kiếm đâm xuyên tim, và lại một lần đâm vào Ano. Trong tích tắc, một kiếm khí khác bay ra, lao thẳng vào trái tim Ano. Chiến thần Thiên Long của Long Quốc là Lệ Uy Long và chiến thần bất bại Ano của nước Liệp Ưng, cứ như vậy trận đấu chính thức kết thúc. Ano vừa mới tránh nhát kiếm tập kích đầu tiên của Lệ Uy Long, ngay lập tức nhìn thấy một luồng kiếm khác lao về phía trái tim gã như một tia sáng, mặt gã lập tức tái nhợt. Lúc này cơ thể gã vẫn đang ở trên không, chỉ có thể quay mạnh trên không một lần nữa. Khi kiếm của Lệ Uy Long lướt qua Ano, thấy Ano trong tình huống này, lại có thể tránh được chiêu một nhát xuyên tim này của gã, Lệ Uy Long cũng rất ngạc nhiên. Vào thời điểm này, Ano đã ngã xuống đất, gã đã biết được sự lợi hại từ thần kiếm của Lệ Uy Long, không dám lại bay lên không nữa, để có thể né tránh được kiếm khí của Lệ Uy Long. Nhưng vào lúc này, cơ thể Lệ Uy Long vẫn còn ở trên không, lại một lần nữa dùng chiêu một nhát xuyên tim, hướng về Ano. Ano sớm cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, lập tức chạy thật nhanh, như một bóng ma, hóa thân thành một bóng ma. Khi Lệ Uy Long ngã trên mặt đất, thì đã không nhìn thấy hình bóng của Ano đâu. Lúc này, Lệ Uy Long đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Anh vội quay lại, thấy Ano đã cầm sẵn thanh kiếm, nhấn vào lưng anh. Chương 729 cẩn thận. Hộ soái cẩn thận, Hà Ngọc Vinh nhìn thấy Lệ Uy Long, vội vàng nhắc nhở. Cô ấy cũng là vừa nhìn thấy Ano vòng ra sau Lệ Uy Long. Tốc độ của Ano quá nhanh, giống như một cái bóng, khiến người ta khó nhìn thấy. Lúc Hà Ngọc Vinh nhắc nhở, Lệ Uy Long đã nhìn thấy Ano tấn công, anh nhanh tay quay kiếm, chém về phía Ano. Ban đầu Ano nghĩ rằng bản thân chắc chắn thắng được chiêu này, nhưng không ngờ Lệ Uy Long sẽ chém lại một nhát vào giây phút cuối cùng. Gã sớm đã thấy thần kiếm trong tay Lệ Uy Long mạnh đến mức nào, không dám dùng kiếm bản thân chặn tiểu thính vũ lâu trong tay Lệ Uy Long, gã chỉ có thể ngay lập tức rút lui. Ano vừa rút lui, lần này gã muốn đánh lén lần nữa nhưng lại thất bại rồi.
vừa thấy Lệ Uy Long suýt chết trong tay Ano, Hà Ngọc Vinh và các nữ binh của đội đặc chiến Phượng Hoàng, toàn bộ lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, vì Lệ Uy Long mà chảy mồ hôi. Chu Lệ Ngọc trước đây hận mong Lệ Uy Long chết đi, nhưng bây giờ lần đầu tiên cô ta lo lắng cho Lệ Uy Long. Sau khi Lệ Uy Long đẩy lùi Ano, ngay lập tức đâm Ano một lần nữa. Ano không dám chạm mạnh vào thanh kiếm của Lệ Uy Long, và chạy thật nhanh, nhanh như một bóng ma. Gã đã biết mức độ kiếm pháp của Lệ Uy Long, nhưng thần kiếm trong tay anh lại rất mạnh. Nhưng vào lúc này Lệ Uy Long không muốn tùy tiện sử dụng chiêu thứ hai của kiếm là Hiên Viên Cửu Kiếm. Anh cảm thấy chiêu sát thủ của bản thân là người và kiếm hợp nhất. Nhưng khi anh sử dụng người và kiếm hợp nhất, thì chính là lúc Ano chết. Bây giờ anh muốn làm Ano lơ là trước, và khi thời cơ đến, anh sẽ dùng chiêu người kiếm hợp nhất, một nhát lấy đi mạng Ano. Những người lính địch, cũng như những người bảo vệ Ano, đã rất lo lắng khi chứng kiến cuộc đấu tay đôi của Ano và Lệ Uy Long, chỉ có tránh né, không có phản công, tất cả đều rất căng thẳng lên. Nếu Ano bị đánh bại, bị Lệ Uy Long giết, thì cái chết của bọn họ cũng đến. Ano không ngừng chạy, không ngừng tìm thời cơ, hướng về Lệ Uy Long mà đâm. Còn Lệ Uy Long vẫn không thay đổi gì, thấy Ano tấn công, anh liền rút kiếm đón nhận. Hai cao thủ tuyệt vời, tại khuôn viên nhà họ Trần quyết đấu, vô cùng ly kỳ gay cấn, khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng hồi hộp. Người nhà họ Trần chắc chắn hy vọng rằng Ano sẽ chiến thắng và Lệ Uy Long sẽ chết. Chỉ cần Lệ Uy Long chết, Ano có thể đảo ngược tình thế, bọn họ mới không bị giết. Lệ Uy Long và Ano đang đánh nhau, hai người bay lên, nhảy lên mái nhà của gia đình họ Trần mà đấu tay đôi. Trận quyết đấu đỉnh cao của hai vị cao thủ, khắp nơi đều tràn ngập sát khí, nếu không chú ý sẽ chết dưới lưỡi kiếm của bên đối phương. Vào lúc này, tại biệt thự Tinh Nguyệt, mí mắt Chu Nhược Mai giật giật không ngừng, trong lòng vô cùng bất an. Bây giờ Lệ Uy Long đang dẫn đoàn quân đi quyết chiến với kẻ địch, cũng không biết tình hình như thế nào rồi, Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long là người tốt sẽ được trời giúp đỡ, sẽ không có chuyện xảy ra đâu, cậu yên tâm đi. Nguyễn Tú Hằng an ủi. Nhưng mà, bom đạn chiến trường làm gì có mắt, tớ vẫn rất lo lắng cho anh ấy. Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long có rất nhiều binh mã, kẻ địch sẽ không làm hại anh ấy được đâu. Nguyễn Tú Hằng nói. Nhưng mà, anh ấy đích thân đưa người vào nhà họ Trần giải cứu Chu Lệ Ngọc, quân địch tướng soái Ano lại ở nhà họ Trần. Lệ Uy Long sẽ gặp phải chiến thần bất bại của nước Liệp Ưng, chắc hẳn là cực kỳ nguy hiểm, Chu Nhược Mai nói. Bây giờ cậu lo lắng cũng không có ích gì, tớ cảm thấy Lệ Uy Long lợi hại như vậy, anh ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nguyễn Tú Hằng nói. Lúc này, trên mái nhà họ Trần. Sau khi Lệ Uy Long và Ano quyết chiến hơn mười mấy phút, quần áo trên người cả hai vì những nhát chém của đối phương mà đã rách một chút. Vào lúc này, Ano cuối cùng cũng dùng đến tuyệt chiêu của mình, biến thanh kiếm của mình thành vô số bóng kiếm, hướng đâm về Lệ Uy Long. Lệ Uy Long ngay lập tức bị bao vây bởi bóng kiếm, anh không thể phân biệt được rằng đâu mới là kiếm thật của Ano. Chương 730 Vạn Kiếm Tể Phát. Chiêu thức này của Ano, gọi là Vạn Kiếm Tể Phát, là tuyệt chiêu cuối của gã. Khắp bầu trời toàn là kiếm, giống như lá rơi khắp bầu trời, tất cả đang hướng về Lệ Uy Long mà tấn công. Ano được mệnh danh là một người không có ai có thể sánh nổi về kiếm thuật, đương nhiên không phải là đánh loạn. Nếu không nắm chắc phần thắng, gã sẽ không đi đánh tay đôi với Lệ Uy Long. Hà Ngọc Vinh và thành viên đội Phượng Hoàng, cùng Chu Lệ Ngọc nhìn thấy Lệ Uy Long bị bóng kiếm bao phủ xung quanh, bọn họ ai cũng sốc, tim nhảy nhanh đến nghẹn không nói được gì. Nếu như Lệ Uy Long không thể phá được chiêu thức này của Ano, anh chắc chắn sẽ chết. Vào lúc này, đứng trên mái nhà đối diện, con người của Lệ Uy Long đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào những bóng kiếm chói mắt, rồi đột nhiên bay lên, rút kiếm. Anh cuối cùng dùng đến chiêu thức thứ hai của người và kiếm hợp nhất là Hiên Viên Cửu Kiếm. Lên, ẩn mình giữa bầu trời đầy bóng kiếm. Hai thanh đao kiếm này không ngừng đánh nhau, một trước một sau, như một cái bóng, không thể phân biệt rõ được. Người kiếm hợp nhất là kiếm thuật của Hiên Viên Phách đã dựa trên sự kết hợp của ngựa và pháo trong cờ vua. Chiêu thức này đòi hỏi một kiếm hai cách dùng, vừa biến thành một con ngựa, vừa biến thành một khẩu pháo, phần trước kiếm là ngựa, đuôi kiếm là pháo. Thấy Lệ Uy Long cũng đã xuất chiêu, mọi người ai cũng nín lặng, tròn mắt theo dõi màn so tài giữa hai cao thủ vô song. Mỗi người ai cũng biết, hiện tại Lệ Uy Long và Ano đã tới lúc kết thúc của trận quyết chiến. Ở tuyệt chiêu này,
sẽ quyết định sinh mạng của cả hai người. Và hơn nữa, nó sẽ quyết định sự sống còn của các binh lính Liệp Ưng và nhà họ Trần. Nếu như Ano bại trận, bọn họ cũng phải chết theo. Còn sự sống chết của Lê Uy Long, không chỉ quyết định sự sống còn cho đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, mà còn quyết định toàn bộ sinh mệnh ở nước Long Quốc. Nếu như hộ soái bảo vệ Long Quốc Lê Uy Long chết, tất cả nước kẻ thù sẽ tấn công dữ dội vào Long Quốc. Nước Long Quốc, ngay lập tức sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Lê Uy Long lao qua bầu trời đầy bóng kiếm, hai kiếm anh không ngừng chặn bóng kiếm xung quanh, đi thẳng đến mái nhà đối diện. Cuộc đấu sinh tử ly kỳ, thực ra chỉ xảy ra trong một lúc. Lúc này, Lê Uy Long đã bay sang mái nhà đối diện. Ano đã sốc khi thấy Lê Uy Long lại có thể bay xuyên qua vô số bóng kiếm. Thấy bóng kiếm phía trước đang lao tới mình, Ano vội dùng kiếm chặn lại. Bùm! M thanh giòn giã, thanh kiếm trong tay Ano đột nhiên gãy làm đôi. Kiếm của gã, làm sao có thể so sánh với thanh kiếm vô song Tiểu Thính Vũ Lâu? Tiểu Thính Vũ Lâu, đó là thần kiếm cắt sắt như cắt bùn, thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật. Khi Ano nhìn thấy thanh kiếm trong tay bị gãy, gã ngay lập tức tái nhợt, đồng tử mở to. Bởi vì, gã đã nhìn thấy thanh kiếm đằng sau nó đang lao tới. Còn gã, không còn kiếm để chặn. Thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu của Lê Uy Long, xuyên qua ngực Ano không một vật nào cản lại. Ano mở to mắt, vẻ mặt cứng nhắc. Trận chiến sinh tử gay cấn giữa hai cao thủ vô song cuối cùng đã đi đến hồi kết. Những chiếc lá trên bầu trời lần lượt rơi xuống. Thời gian như ngừng trôi trong chốc lát. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong trận chiến quyết định gây cấn vừa rồi, giờ phút này bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Không thể, nào, Ano khó khăn nói ra ba từ này. Gã có chết cũng không tin, kiếm thuật của bản thân thiên hạ vô địch, lại có thể thua Lê Uy Long. Lúc đầu gã đã lên kế hoạch từ trước, chỉ cần đánh bại được Lê Uy Long, thì có thể cùng binh lính của Tay Lo, để tấn công quân binh Mã Long Quốc. Qua đó xoay chuyển cục diện chiến tranh. Nhưng, gã có nằm mơ cũng không nghĩ được, bản thân lại có thể thua bởi thanh kiếm của Lê Uy Long. Theo như gã biết, Lê Uy Long chỉ có dùng binh như thần, không hề thành thạo đến kiếm thuật, còn kiếm thuật của mình là thiên hạ vô song, làm sao không đấu lại Lê Uy Long. Không gì là không thể, lịch sử nước Đại Long tôi đây từ rất lâu, kiếm thuật phong phú và sâu sắc. Còn kiếm thuật của cậu, theo tôi thì không khác gì khoa chân múa tay, trông được nhưng không dùng được. Lê Uy Long nhẹ nhàng nói. Cậu, chiêu lúc nãy, gọi là gì? Ano hỏi. Gọi là người kiếm hợp nhất. Lê Uy Long nói xong, thì liền không muốn nói gì với Ano nữa, trực tiếp rút thanh kiếm ra khỏi người Ano. Máu ngay lập tức tuôn ra từ ngực Ano. Phốc, một ngụm máu trào ra từ miệng Ano. Đắc tội với nước Đại Long tôi, buộc chết không tha, đi chết đi. Lê Uy Long nói không chút thương hại. Ano loạng choạng, rồi ngã nhào trên mái nhà, lăn trên mái nhà xuống đất. Bụp, cơ thể Ano rơi xuống đất với một tiếng động lớn. Nghe thấy tiếng động này, tất cả những người đang xem trận chiến đều giật mình, sau một hồi mới định thần lại. Vào lúc này, Ano đã nằm trên đất như một con lợn chết, đầy máu, đã chết vì tức giận. Oai danh thiên hạ, thần chiến tranh bất khả chiến bại của nước Liệp Ưng, cuối cùng chết dưới thanh kiếm của Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ đầu tiên của Long Quốc. Chương 731 Dũng mãnh. Hà Ngọc Vinh và đội viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, cùng Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương, thấy Lê Uy Long đã chiến thắng chiến thần bất bại Ano, toàn bộ đều ngạc nhiên mừng rỡ không thôi. Hà Ngọc Vinh và đội viên đội đặc nhiệm Phượng Hoàng càng cực kỳ kính trọng Lê Uy Long. Trận này khiến bọn họ càng thêm tin tưởng Lê Uy Long bách chiến bách thắng. Trong nháy mắt này, nhiệt huyết của bọn họ đều dâng lên sùng sục. Lê Uy Long, đó là một nhân vật giống như thần trong lòng bọn họ. Chỉ cần có Lê Uy Long ở đây thì đi đâu cũng có thể có lợi. Mạnh như chiến thần bất bại Ano mà ở trước mặt Lê Uy Long cũng không chịu nổi một cú. Mà Chu Lệ Ngọc thì nằm mơ cũng không ngờ rằng Lê Uy Long, người luôn bị bản thân cô ta mắng là đồ bỏ đi, lại dũng mãnh phi thường như thế, ngay cả chiến thần bất bại Ano đẳng cấp thế giới cũng không phải đối thủ của anh. Lúc này, tâm trạng của cô ta phức tạp, bản thân trước kia ghét Lê Uy Long như vậy, bây giờ lại cảm thấy anh rất có sức hấp dẫn. Lại không cách nào tự kiềm chế mà sùng bái anh. Tâm trạng của Chu Phi Dương càng phức tạp hơn, bởi vì bây giờ anh ta ở thế khó xử rồi. Anh ta biết bản thân có hành động phản quốc theo địch, cho dù Lê Uy Long đã chiến thắng chiến thần bất bại Ano và có thể cứu bản thân anh ta ra thì anh ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Người nhà họ Trần nhìn thấy chiến thần Ano tưởng như bất bại lại bị một kiếm của Lê Uy Long giết chết. Tất cả sợ đều nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy. Bọn họ rất muốn bỏ chạy, nhưng bây giờ quân binh của Lê Uy Long đã vây quanh nhà nên bọn họ căn bản là không còn đường chạy. Những tướng địch và nhân viên bảo vệ chiến thần bất bại Ano kia nhìn thấy chủ soái của bọn họ lại bị Lê Uy Long giết chết, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Bọn họ cùng chiến thần bất bại Ano chinh chiến khắp thế giới, từ trước đến nay chưa thua trận nào. Ano được gọi là chiến thần bất bại, kiếm thuật có 102 thế giới, làm sao không địch lại Lê Uy Long chứ? Bỏ súng của các người xuống, nếu không thì tao một phát bắn chết cô ta. Tướng địch kèm hai bên Chu Lệ Ngọc phục hồi lại tinh thần, lập tức dùng súng chĩa vào đầu Chu Lệ Ngọc, bắt đầu uy hiếp người khác. Đúng, lập tức bỏ súng của các người xuống, bằng không tao cũng sẽ bắn chết anh ta. Tướng địch kèm hai bên Chu Phi Dương cũng lập tức phục hồi lại tinh thần, cũng dùng súng chĩa vào đầu Chu Phi Dương, bắt đầu uy hiếp. Bây giờ Ano đã tử trận, không cách nào xoay chuyển chiến cuộc nữa. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương là con tốt bảo toàn mạng sống cuối cùng của bọn họ. Trừ cách này ra, bọn họ đã không nghĩ được cách tốt hơn để thoát thân. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương vừa mới nhìn thấy hy vọng được cứu sống, không ngờ trong nháy mắt bản thân lại trở thành con tin quân địch uy hiếp Lê Uy Long. Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng không dám tự ý làm chủ, đều nhìn về phía Lê Uy Long đứng trên nóc nhà. Không thể bỏ súng xuống, tuyệt đối không thể bởi vì cứu hai người không phải người của quân nhân mà thả kẻ địch đi. Lê Uy Long nói lớn tiếng, trận chiến này khiến tướng sĩ của Long Quốc trả giá thương vong cực lớn, anh tuyệt đối sẽ không vì cứu hai người bình thường mà để những quân hèn hạ này đi. Nhận được chỉ thị của Lê Uy Long, Hà Ngọc Vinh và đội viên đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đều tiếp tục dùng súng chỉ vào quân địch xung quanh, đứng song song với bọn họ. Lúc này số quân còn lại của Ano thấy không thể cứu vãn, cũng không dám tùy tiện nổ súng, dự định đợi hai gã tướng lĩnh kèm hai bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương kia thương lượng với Lê Uy Long. Nếu nổ súng trước thì bản thân ở bên này nhất định sẽ bị tiêu diệt hết. Lê Uy Long, đây là em gái của vợ mày, không phải người bình thường gì cả. Nếu tụi mày không thả tụi tao đi, tao thật sự sẽ giết cô ta. Tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc nói. Người tao bắt là em trai của vợ mày. Mày chớ làm càn, nếu không tao sẽ bắn chết anh ta. Tướng địch kèm bên Chu Phi Dương nói hung tợn. Có phải não các người bị ngập nước rồi không? Đây là thủ đoạn của bọn phản động, dùng nó trên chiến trận có hiệu quả sao? Lệ Uy Long tao thân là tổng chỉ huy 10.000 quân, sao tao có thể vì hai người bọn họ mà để tướng sĩ của tao sống chết không quan tâm chứ? Nếu tao chịu sự uy hiếp của chúng mày, Lệ Uy Long tao còn xứng làm hộ soái bảo vệ bậc nhất của Long Quốc sao? Lệ Uy Long nói. Hai tên tướng địch nghe thấy Lệ Uy Long nói như vậy, lập tức sợ hãi. Bọn họ cũng biết Lệ Uy Long thân là chiến thần với ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, không thể vì cứu hai người thân mà bất chấp sống chết của tướng sĩ của mình mà thả quân địch đi. Nhưng cô ta là em vợ của mày đó. Nếu mày ép tao giết cô ta, mày trở về làm sao nói với người nhà mày? Tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc không cam chịu, vẫn muốn cố gắng thuyết phục Lê Uy Long một chút. Có điều mà mày không biết rồi. Từ khi tao ở rể nhà họ Chu đến nay, tao đã nhận hết bao nhiêu sự tức giận của người phụ nữ này. Cô ta luôn luôn không coi tao là anh rể của cô ta, tại sao tao phải cứu cô ta chứ? Tao hận sao cô ta không chết đi đấy. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Chương 932, cố tình. Lê Uy Long cố tình nói như vậy. Từ sau khi được biết Chu Lệ Ngọc rơi vào trong tay chiến thần bất bại Ano mà cô ta thả chết chứ không chịu khuất phục, nhất định không theo địch phản quốc, anh đã coi cô ta là cô em vợ của mình rồi. Nhưng bây giờ là trận đấu tâm lý, anh không thể thể hiện một chút thương xót Chu Lệ Ngọc. Chỉ có trở nên đủ lạnh nhạt thì anh mới có thể khiến tâm lý quân địch sụp đổ, mới có cơ hội cứu Chu Lệ Ngọc. Mà Chu Lệ Ngọc không biết là Lê Uy Long cố tình nói như vậy. Cô ta cho rằng lời Lê Uy Long nói là nói thật. Nghe thấy Lê Uy Long nói như thế, lòng cô ta tan vỡ ngay lập tức. Vốn tưởng rằng bề trên Lê Uy Long có rộng lượng và sẽ không tính toán sai lầm ngày trước của mình, không ngờ anh lại là loại người có thù tất báo đó. Tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc nghe thấy Lê Uy Long nói như vậy, gã ta lập tức bế tắc. Trong tay tao kèm là em trai của vợ mày, lẽ nào mày cũng không cứu sao? Tướng địch kèm bên Chu Phi Dương cũng không cam tâm. Chu Phi Dương sớm có lòng theo địch phản quốc. Cho dù cứu anh ta ra, tao cũng xử tử anh ta. Người mà Lê Uy Long tao căm thù nhất chính là Việt Gian. Chúng mày giết anh ta giúp tao, tao còn bớt việc hơn. Lê Uy Long lại lạnh lùng nói.
Nghe thấy Lệ Uy Long nói như thế, nhất thời mặt Chu Phi Dương xám như cho. Có điều, anh ta không muốn chết nên đã cầu xin, anh rể, tôi biết sai rồi, mặc dù tôi có lòng theo địch phản quốc nhưng vẫn chưa làm chuyện bán Long Quốc, anh không thể thấy chết không cứu. Mày im miệng cho tao, tao không có em rể như mày. Mày rơi vào kết cục hiện tại hoàn toàn là do mày tự chuốc vạ vào mình. Nếu mày không muốn xu nịnh nước Liệp Ưng, không đến nhà họ Trần, trực tiếp rời khỏi thành phố Quốc Hòa với nhà họ Chu, thì làm sao rơi vào cảnh như vậy? Lệ Uy Long phẫn nộ nói. Nghe lời của Lệ Uy Long, Chu Phi Dương cảm thấy nhục nhã hổ thẹn không chỗ dung thân, không còn lời nào để nói. Tên tướng địch kèm bên Chu Phi Dương kia lúc này mới biết rằng người mà bản thân kèm bên căn bản không cách nào uy hiếp được Lệ Uy Long, bởi vì người bản thân kèm bên là kẻ phản bội. Như tổng chỉ huy Lệ Uy Long với ý chí kiên cường như vậy, đương nhiên anh là người căm thù kẻ phản bội nhất. Cho dù là người thân của mình thì đến địa vị này của anh cũng sẽ không nhận. Lệ Uy Long, tao biết mày luôn rất sợ vợ. Nếu em gái họ và em trai họ của vợ mày mà mày cũng không cứu thì trước khi mày trở về, nhất định mày sẽ bị vợ mày mắng chết. Mày có thể sẽ phải quỳ trên quả sầu riêng đấy, mày biết không? Tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc vẫn muốn vùng vẫy hết sức, lấy vợ của Lệ Uy Long ra nói. Tuy là bọn họ không phải là người Long Quốc, nhưng bọn họ sớm đã rõ Lệ Uy Long như lòng bàn tay, biết anh vẫn luôn sợ cô vợ khu nhược mai của mình, răm rắp nghe lời Chu Nhược Mai. Lệ Uy Long cũng không vội trả lời câu hỏi này mà anh nhìn Hà Ngọc Vinh cầm hai khẩu súng trong tay. Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ấy tùy cơ nổ súng cứu người. Hà Ngọc Vinh nhận được ánh mắt của Lệ Uy Long thì liền hiểu ý và lập tức tiếp nhận. Ha ha, nếu mày đã biết tao sợ vợ, lẽ nào mày không biết vợ tao sớm đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu sao? Những năm gần đây, hai chị em Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương vẫn làm đủ điều khó dễ với vợ tao sớm đã hận bọn họ thấu xương rồi. Lệ Uy Long nói. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương nghe Lệ Uy Long nói như vậy, trong lòng đã không còn hy vọng, cũng không nhìn thấy được một chút hy vọng được cứu sống nào. Hai tên tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương nghe thấy Lệ Uy Long nói như thế, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Đám quân địch và nhân viên bảo vệ của Ano xung quanh nhìn thấy Lệ Uy Long không một chút bị đe dọa thì đều biết bản thân lần này tai vạ khó tránh. Người nhà họ Trần trông thấy Lệ Uy Long lạnh nhạt vô tình như vậy, bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Nếu bản thân rơi vào tay Lệ Uy Long, chắc chắn là bọn họ sẽ phải chết bởi vì bản thân quả thật đã làm việc gian, bán nước cầu vinh, nương nhờ nước Liệp Ưng. Lệ Uy Long ngay cả cô em vợ và cậu em vợ của bản thân mà anh còn không cứu, làm sao bỏ qua cho người nhà họ Trần chứ? Các người mau mau nổ súng đi, giúp tôi bắn chết bọn họ để tôi khỏi phải đích thân ra tay. Lệ Uy Long nói với hai tướng địch kia. Tay cầm súng của hai tên tướng địch kia bắt đầu run rẩy. Bắn chết Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương không phải mục đích của bọn họ. Bọn họ kèm bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương chỉ là muốn dùng hai người này làm con tin, ép Lệ Uy Long thả bản thân đờ, nhưng không ngờ, Lệ Uy Long lại bảo bọn họ nổ súng bắn chết con tin trong tay mình. Chương 732 có giỏi thì làm đi. Không phải các người muốn giết hai chị em bọn họ sao? Còn do dự cái gì, mau nổ súng đi. Lệ Uy Long thừa cơ gầm lớn. Hai tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương nghe Lệ Uy Long gầm lớn, lập tức kinh hồn bạt vía, cả người run rẩy. Nếu bản thân giết con tin thì không còn con tin để thương lương với Lệ Uy Long rồi. Con tin vừa chết, kỳ hạn chết của bọn họ cũng đến liền. Đến lúc đó, bản thân nhất định sẽ bị đánh thành ong vò vẽ. Lệ Uy Long, tôi không ngờ anh lại ác độc như vậy. Anh không cứu tôi thì thôi, lại còn ép bọn họ giết tôi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Chu Lệ Ngọc phẫn nộ quát lên. Mà đúng lúc này, Hà Ngọc Vinh cầm trong tay hai khẩu súng đã nổ súng. Pằng, pằng, hai tiếng súng đồng thời, hai viên đạn bắn thẳng trán của hai tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương kia. Thay đổi bất thình lình này khiến tất cả quân địch có mặt đều bất ngờ không kịp phòng bị. Không ai có thể nghĩ đến việc Hà Ngọc Vinh lại dám bất thình lình nổ súng lúc này. Hai tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương cũng không ngờ. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương thấy nòng súng của Hà Ngọc Vinh nhắm về bản thân, cho rằng cô ấy nổ súng thay Lệ Uy Long, sợ đến mức nhắm hai mắt lại. Giờ phút này, trong lòng hai người rất thù hận Lệ Uy Long. Không ngờ Lệ Uy Long này lại ác như vậy, quân địch không giết mình mà Lệ Uy Long lại chỉ thị quân lính của mình nổ súng giết bọn họ. Mà lúc này, Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương cảm giác được một viên đạn quẹt qua tóc, bay qua đỉnh đầu. Hai viên đạn xuyên vào trán,
bay ra từ sau gáy tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương một cách chuẩn xác không sai lầm. Hai tướng địch kia cao hơn Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương nửa phần trán, mà kỹ thuật bắn súng của Hà Ngọc Vinh như thần, lúc bọn họ tâm tư rối loạn lại đột nhiên nổ súng, bọn họ bất ngờ không kịp phòng bị, không cách nào đưa ra bất kỳ biện pháp ứng đối nào nữa. Sau khi đầu hai tướng địch nở hoa, cơ thể run nhẹ, súng trong tay rơi xuống đất. Sau đó, bọn họ ngã ngửa về sau, ngã rầm xuống đất. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương cảm giác được bản thân cũng không bị đạn bắn trúng. Nghe có âm thanh người ngã xuống đất, hai người bèn mở mắt ra, quay đầu về phía sau nhìn. Chỉ thấy tướng địch kèm bản thân vừa nãy, lúc này đã ngã ngửa trên đất, trán đã bị viên đạn xuyên thủng, máu tươi tuôn ra từ trán bọn họ. Hai tướng địch hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, trong mắt đầy sự kinh hoàng. Cho đến lúc này, Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương mới biết rằng hóa ra người ban nãy Hà Ngọc Vinh muốn giết không phải bọn họ mà là tướng địch sau lưng. Lúc này, tướng địch còn lại đã kịp phản ứng, đánh. Một tên tướng địch hét lớn một tiếng, dẫn đầu nổ súng về phía Lệ Uy Long đang đứng trên nóc nhà. Bây giờ đã không còn bất kỳ đường lui nào mà chỉ có một đường liều chết. Nếu có thể một súng bắn chết Lệ Uy Long thì bản thân chết cũng đáng. Pằng pằng pằng. Tách tách tách. Những quân địch và nhân viên bảo vệ Ano vừa mới phản ứng lại kia còn chưa kịp nổ súng, Hà Ngọc Vinh và người của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã nổ súng bắn phá bọn họ trước tiên. Quân địch bị bắn phá, dồn dập phát ra tiếng kêu thảm thiết, trúng đạn mà ngã xuống đất. Mà một phát súng của tên tướng địch bắn về phía Lệ Uy Long kia lại bị Lệ Uy Long dùng kiếm cản viên đạn xuống. Sau đó, Lệ Uy Long cũng không nhàn rỗi, lập tức dùng kiếm không ngừng càn quét. Từng đường kiếm khí bay ra như một con dao quắm quét qua những nhân viên bảo vệ kia của Ano. Chương 733 muốn cứu hai người. Những nhân viên bảo vệ thành từng lớp của Ano bị kiếm khí chặn ở eo chém thành hai khúc. Người nhà họ Trần nhìn thấy Lệ Uy Long và quân lính của anh bắt đầu tàn sát những binh lính của nước Liệp Ưng này thì đều bị dọa sợ đến chạy nháo nhào vào trong nhà để trốn. Trận đánh nhau quyết liệt, Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương sợ hãi bị vây giữa trận đối chọi của hai bên. Hai người đều ngây ra, không biết nên chạy đi đâu. Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương bị vây trong làn súng hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm, anh vội lao xuống từ nóc nhà, bay nhào về phía bọn họ. Anh thật sự muốn cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương. Bản thân thân là hộ soái bảo vệ, nếu ngay cả em gái của vợ và em trai của vợ còn không cứu được thì trở về nhà thật sự khó biết nói sao. Lúc Lệ Uy Long sắp bay đến bên cạnh Chu Lệ Ngọc, một viên đạn đang bay tới lưng cô ta. Lệ Uy Long vội vàng ôm lấy eo Chu Lệ Ngọc tránh khỏi viên đạn kia vô cùng nguy hiểm. Mà lúc này, lại một viên đạn bay tới lưng của Chu Phi Dương khi anh ta đang ngây ra. Lúc này, đúng lúc Lệ Uy Long ôm Chu Lệ Ngọc chạy đến bên cạnh Chu Phi Dương, anh trực tiếp đá bay Chu Phi Dương. Chu Phi Dương kinh hãi kêu một tiếng, ngã nhào xuống đất. Sau khi ngã xuống đất, Chu Phi Dương bản năng muốn bỏ dậy, nhưng nghe thấy Lệ Uy Long tức giận nói, nằm sấp xuống, đừng nhúc nhích, nguy hiểm. Chu Phi Dương tỉnh lại ngay, hai tay để lên đầu, bò trên mặt đất. Mà lúc này, quân địch nhìn thấy Lệ Uy Long bế Chu Lệ Ngọc lộ ra dưới sức lửa đốt nên đã lập tức ào ào nổ súng về phía anh. Lệ Uy Long vội dùng tay trái ôm Chu Lệ Ngọc bay vút lên cao, sau đó không ngừng dùng tay phải vung kiếm trên không. Từng đường kiếm khí chợt xuất hiện, từ trên xuống dưới quét tới quân địch. Quân thù lại bị kiếm khí của Lệ Uy Long giết chết ào ào, cơ thể đứt làm hai khúc. Có người trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa. Đây là lần đầu Chu Lệ Ngọc được anh rể mình ôm lấy bay đến giữa không trung, đột nhiên cô ta cảm thấy cái ôm của anh vô cùng có cảm giác an toàn. Nhìn thấy quân địch bị kiếm khí của Lệ Uy Long giết tới tấp trên đất, cô ta đều không cách nào miêu tả tình cảm tôn sùng của mình với Lệ Uy Long. Tại thời điểm đánh nhau sống chết này, cô ta dựa sát vào ngực Lệ Uy Long, lại có chút ý nghĩ lung tung, tình cảm say mê. Lúc này, cô ngưỡng mộ chị gái Chu Nhược Mai của mình bao nhiêu, có thể có người chồng anh hùng hơn người đội trời đạp đất. Mà chồng mình Trần An Khang lại là bán nước cầu vinh, là Việt gian mà ai ai cũng có thể giết. Người so với người mà sao khác biệt lớn như vậy. Lệ Uy Long ôm Chu Lệ Ngọc, bay thẳng lên trên nóc nhà. Còn về phần Chu Phi Dương thì anh đã không trông nom được nhiều như vậy. Anh rể, mau đi cứu Phi Dương lên đi. Chu Lệ Ngọc nhìn thấy Chu Phi Dương còn nằm sấp trên đất với rất nhiều viên đạn bay qua trên người thì nôn nóng nói với Lệ Uy Long. Cô ta đã không dám gọi thẳng tên của Lệ Uy Long, đổi cách gọi Lệ Uy Long là anh rể. Cho dù không thể xem Lệ Uy Long như người chồng anh hùng hơn người như vậy,
anh có thể là một anh rể anh hùng hơn người thì cũng rất tốt. Tôi không thể liều xuống được, Lệ Uy Long lạnh lùng nói. Lúc này Chu Phi Dương đang bị vây trong đạn bay tán loạn, anh thân là tổng chỉ huy 10.000 quân, không thể vì cứu một người có lòng phản bội đất nước theo địch mà đi mạo hiểm. Nếu bởi vì cứu một người muốn làm việc gian mà khiến bản thân hy sinh, vậy thì không đáng một chút nào. Còn việc Chu Phi Dương sống hay chết thì chỉ có thể xem vận may của bản thân anh ta và mặc cho số phận thôi. Cậu ấy là em trai của tôi, còn anh thì võ công có 102. Cầu xin anh hãy cứu cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ bị đạn bay tán loạn bắn chết mất. Chu Lệ Ngọc van xin. Chương 734 ở yên tại đây. Lo cho mình trước, ở lại đây cho đàng hoàng đi. Lệ Uy Long nói xong lại phóng xuống tham gia vào trong trận chiến. Bởi vì đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã đánh đòn phủ đầu, quân thủ bị đánh trở tay không kịp, lại thêm lực sát thương của kiếm khí Lệ Uy Long quá mạnh, hàng loạt quân thủ bị chém ngã, cho nên quân địch căn bản không cách nào đánh trả lại một cách hiệu quả. Chỉ chốc lát, quân địch bị tiêu diệt hoàn toàn, không một ai may mắn thoát khỏi. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng gần như không trả giá thương vong gì và đã giết hết quân còn lại của Ano. Mà Chu Phi Dương cứ bò trên đất, cũng không bị đạn bắn trúng. Bắt toàn bộ người nhà họ Trần lại cho tôi. Lệ Uy Long liền ra lệnh. Vâng. Người của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng một nửa xông về nhà họ Trần, một nửa ở lại bên ngoài canh phòng quân địch đến tập kích bất ngờ, đồng thời cũng để phòng kẻ địch bị thương chưa chết đột ngột bắn lén. Lúc này, Chu Lệ Ngọc một mình ở trên nóc nhà. Nhìn thấy quân thù đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cô ta cũng muốn xuống nhưng cô ta lại không dám nhảy, đành phải nói với Lệ Uy Long, anh rể, mau đến bế tôi xuống. Tự cô nhảy xuống đi, tôi đón cô ở dưới. Lệ Uy Long chẳng muốn nhảy lên nữa, muốn để cho tự Chu Lệ Ngọc nhảy xuống. Cao như vậy, tôi không dám nhảy. Ngộ nhớ anh đón không được, vậy chẳng phải tôi ngã chết sao? Chu Lệ Ngọc nói. Nhưng Lệ Uy Long không muốn có tiếp xúc cơ thể quá nhiều với Chu Lệ Ngọc. Anh nói với Hà Ngọc Vinh, Hà Ngọc Vinh, cô đi bế cô ta xuống đi. Vâng, Hà Ngọc Vinh lập tức nhún người một cái, nhảy đến nóc nhà. Thế mà. Lúc Hà Ngọc Vinh nhảy đến nóc nhà, bỗng nhiên Chu Lệ Ngọc lại hai chân mềm nhũn, rơi từ trên nóc nhà xuống. Trước đó, cô ta bị binh lính của nước Liệp Ưng đánh tàn nhẫn liên tục, sớm đã mình đầy thương tích, thể lực chống đỡ không nổi nữa. Bây giờ cô ta được cứu sống, tinh thần thả lỏng thì đột nhiên ngất đi. Cứ như vậy, trong quá trình cơ thể Hà Ngọc Vinh đang bay lên, cô ấy căn bản không cách nào theo kịp Chu Lệ Ngọc xuống. Cô ấy chịu bó tay rồi. Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Lệ Ngọc chợt rơi từ trên nóc nhà xuống, tức khắc kinh ngạc, vội vàng chạy như bay qua hướng cô ta rơi xuống. Những nữ binh lính còn lại của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng kia cũng không kịp phản ứng, Lệ Uy Long đã xông đến bên Chu Lệ Ngọc kia. Nhưng vừa nãy, Lệ Uy Long cách vị trí Chu Lệ Ngọc thật sự hơi xa. Theo tốc độ này, lúc Chu Lệ Ngọc rơi xuống đất, anh không cách nào đuổi được. Mà mặc dù Chu Lệ Ngọc vừa mới mê man một chút, nhưng trong quá trình sa xuống, cô ta lại tỉnh lại. Nhìn thấy bản thân rơi xuống từ trên không, trong lòng cô ta vô cùng sợ hãi. A, Chu Lệ Ngọc bắt đầu phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Đồng thời, trong lòng cô ta cũng rất xót xa, không ngờ bản thân bị quân địch đánh tàn nhẫn lâu như vậy mà không chết, nhưng vì bản thân sơ ý mất tinh thần mà trượt chân và sắp ngã chết rồi. Trong lòng cô ta quả thật đã hận Lệ Uy Long, nếu lúc nãy gọi anh lên bế mình xuống mà anh lập tức lên thì sẽ không xảy ra chuyện này. Chu Phi Dương nghe thấy tiếng thét của Chu Lệ Ngọc, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chị gái mình rơi xuống từ trên nóc nhà liền kinh ngạc, chị. Chu Phi Dương gọi lớn, muốn bỏ dậy đi cứu Chu Lệ Ngọc nhưng anh ta cũng bị binh lính nước Liệp Ưng đánh đến mình đầy thương tích, căn bản là không bỏ dậy được. Mặt Chu Lệ Ngọc hướng xuống dưới. Trong quá trình rơi xuống, cô ta nhìn thấy Lệ Uy Long ra sức lao điên cuồng về hướng mình đang rơi, nhìn thấy Lệ Uy Long vẫn muốn cứu bản thân, trong lòng cô ta tức khắc có một chút an ủi. Cho dù bản thân chết cũng không trách Lệ Uy Long. Trong lòng Lệ Uy Long cũng rất nôn nóng, bản thân anh cứu Chu Lệ Ngọc từ trong nghìn quân vạn mã của quân địch, đến cuối cùng nếu cô ta vì ngã mà chết như vậy, bản thân anh quay về thật sự không cách nào nói với Chu Nhược Mai và người nhà họ Chu. Nếu Chu Lệ Ngọc chết, tình cảm giữa anh và Khu Nhược Mai nhất định sẽ rạn nứt, cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với người nhà họ Chu nữa. Lúc Chu Lệ Ngọc sắp rơi đến mặt đất, dưới tình thế cấp bách, Lệ Uy Long đành phải bay như bão tố đến phía trước, cơ thể ngã ngửa trên đất, lướt bay nhanh qua phía trước. Lúc Chu Lệ Ngọc sắp đụng mặt đất, Lệ Uy Long đã đuổi kịp. Anh ngửa mặt lên trời, đệm dưới đất, đồng thời dùng hai tay đỡ trước ngực Chu Lệ Ngọc. Do ảnh hưởng quán tính mạnh mẽ,
lúc Lệ Uy Long đỡ Chu Lệ Ngọc, cơ thể vẫn đang tiếp tục trượt về phía trước, hai người cùng nhau trượt đi. Lúc này, Chu Lệ Ngọc bị sợ đến hồn bay phách lạc, thiếu chút nữa thôi là bản thân cô ta đã sắp ngã chết rồi, không ngờ giây phút cuối cùng của Lệ Uy Long này lại có thể dùng cách này để cứu bản thân xuống. Khi cơ thể Lệ Uy Long ngừng trượt, thời gian dường như ngừng lại vào giờ phút này. Vẻ mặt Hà Ngọc Vinh và đội viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đều kinh ngạc nhìn Lệ Uy Long và Chu Lệ Ngọc. Nhìn thấy Lệ Uy Long dưới tình hình này vẫn có thể cứu Chu Lệ Ngọc xuống, những nữ đội viên đặc nhiệm không cách nào nói nên tình cảm sùng bái của mình với Lệ Uy Long. Thậm chí bọn họ muốn được giống như Chu Lệ Ngọc, được Lệ Uy Long cứu một lần. Mau buông ra, lúc này, đột nhiên Chu Lệ Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận, nói. Chương 735 cảnh không nghĩ tới. Khi Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Lệ Ngọc, trong lòng anh cảm thấy vừa ngại ngùng vừa tức giận. Bỗng chốc anh đứng ngây người ra, sau đó cảm thấy hai tay của mình đang nắm lấy thứ gì đó mềm mại như bông. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy giật mình, anh biết hai tay mình đang đặt lên vị trí không nên đặt rồi. Thế là ngay sau đó, theo bản năng anh buông hai bàn tay mình ra. Sau đó, cơ thể của Chu Lệ Ngọc liền ngã lên người của Lệ Uy Long. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những thành viên nữ của đội đặc nhiệm Phương Hoàng ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. A tên khốn, bảo anh bỏ tay thì anh liền bỏ tay ngay sao? Anh muốn tôi ngã chết hay gì? Cái tính cách cao ngạo ngang ngược của Chu Lệ Ngọc lại bắt đầu trỗi dậy, cô ta ngoác mồm chửi rủa. Lệ Uy Long bắt đầu cảm thấy ngại ngùng đến cực điểm. Có điều, anh là thống soái của vạn quân, trước mặt các binh lính của mình sao có thể để Chu Lệ Ngọc tự do mắng chửi anh được chứ? Vừa rồi chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn, trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, anh cũng không muốn như vậy. Anh lập tức ôm lấy Chu Lệ Ngọc rồi cùng nhảy lên, sau đó liền buông cô ta ra và nói, xin cô hãy tôn trọng tôi một chút. Vừa rồi là tôi đã cứu cô đó, nếu không thì vừa rồi cô đã bị ngã chết rồi. Chu Lệ Ngọc bỗng chốc ngây người, lúc này cô mới nghĩ ra Lệ Uy Long là một chiến thần cái thế, thống soái của vạn quân. Không còn là một tên vô dụng không làm được gì trước kia mà cô có thể tự do mắng nhiếc. Giờ đây, trên người Lệ Uy Long tỏa ra một thứ gì đó vô cùng uy nghiêm mà không thể miêu tả được, khiến cho Chu Lệ Ngọc không tự chủ được mà bắt đầu nói lèm bèm linh tinh. Còn về phía Chu Phi Dương, khi nhìn thấy Chu Lệ Ngọc được Lệ Uy Long cứu, anh ta bỗng cảm thấy vui mừng rồi bắt đầu giãy giụa bò dậy, chạy về phía của Chu Lệ Ngọc. Chị không sao chứ? Chu Phi Dương chạy đến bên cạnh Chu Lệ Ngọc. Có vẻ rất quan tâm mà hỏi cô ta. Chị không sao, vừa rồi em không bị trúng đạn chứ? Chu Lệ Ngọc cũng hỏi quan tâm hỏi thăm lại. Chị có phải bị ngốc không? Em mà bị trúng đạn thì làm sao còn chạy về đây được? Chu Phi Dương nói. Không bị trúng đạn thì tốt, bây giờ chúng ta an toàn rồi. Chu Lệ Ngọc cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Cô ta nghĩ mình đã nơi vào trong tay chủ soái của quân địch, không còn có cơ hội chạy thoát được nữa. Không ngờ chỉ sau thời gian một ngày một đêm mà Lệ Uy Long đã cứu được cô ra ngoài. Lúc này, Hà Ngọc Vinh đang đứng ở trên đỉnh nóc nhà, từ phía trên nhảy xuống, hạ xuống trước mặt của Lệ Uy Long. Hộ soái, anh không sao chứ? Hà Ngọc Vinh vẻ quan tâm lo lắng hỏi. Tôi không sao, Lệ Uy Long nói. Hà Ngọc Vinh không tin Lệ Uy Long vẫn ổn. Cô liền bước đến đi xung quanh người anh, nhìn thấy áo sau lưng anh đã bị trà sát đến rách nát, đằng sau có vết thương đang chảy máu rồi. Vừa rồi phần đằng sau lưng của Lệ Uy Long trượt dài, ma sát trực tiếp với mặt đất, không những ma sát đến rách cả áo, mà đến da thịt cũng bị ma sát đến mức bị thương. Hộ soái, sau lưng của anh bị thương rồi, mau để cho quân y đến đây chữa trị trước đi. Hà Ngọc Vinh có chút đau lòng mà nói. Chỉ bị thương ngoài da thôi mà, không có chuyện gì đâu. Lệ Uy Long thản nhiên nói. Lúc này, Chu Lệ Ngọc cũng đã nhìn thấy vết thương của Lệ Uy Long máu và thịt lẫn lộn vào nhau. Cô ta biết rằng đây là vết thương mà vừa rồi Lệ Uy Long vì cứu cô ta mà bị thương. Nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi Lệ Uy Long không màng tất cả mà xả thân cứu cô ta, lại nghĩ đến lúc trước cô ta lúc nào cũng châm chọc nói khái anh, trong lòng cô ta trăm ngàn cảm xúc cùng lúc xuất hiện, cô ta cảm thấy không hề thoải mái một chút nào. Nếu như sớm biết được Lệ Uy Long lợi hại đến như vậy, có năng lực đến như vậy, cô ta nhất định sẽ đối xử thật tốt đối với anh. Cô ta thật sự nghĩ mãi không hiểu. Một người quyền cao chức trọng giống như Lệ Uy Long sao lại đồng ý cam tâm tình nguyện vào ở rể nhà họ Chu, làm một đứa con rể thấp hèn ở trong nhà đó. Chẳng lẽ anh ta là thật lòng rất yêu chị gái Chu Nhược Mai của cô ta sao? Việc Khu Nhược Mai mà anh ta có thể vứt bỏ hết tất cả sao? Vào lúc Chu Lệ Ngọc đang suy nghĩ lung tung,
thì các thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng xông vào nhà họ Trần bắt người lần lượt áp giải từng người từ già đến trẻ từ lớn đến bé. Hàng chục người nhà họ Trần, bao gồm cả gia đình ở trong đó, không một ai có thể chạy thoát, toàn bộ đều bị bắt lại. Vừa rồi, khi bọn họ vừa chạy về phòng, bọn họ đã biết được binh mã và quân đội của nước Liệp Ưng đã thất bại không còn nghi ngờ gì nữa. Bản thân bọn họ cũng vừa thoát khỏi một kiếp nạn, tất cả đều đồng loạt tìm một nơi nào đó trốn, muốn thoát khỏi kiếp nạn này trước. Có người trốn dưới gầm giường, có người trốn trong tủ quần áo, thậm chí còn có người trốn vào trong chăn. Nhưng bọn họ cứ trốn như vậy thì làm sao có thể trốn được sự truy lùng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cơ chứ? Vào lúc già trẻ lớn bé nhà họ Trần bị đội đặc nhiệm Phượng Hoàng bắt lại, ai nấy đều run rẩy nơm nớp lo sợ. Bọn họ bị dọa đến cả người toát mồ hôi hột, hai chân cũng không làm chủ được mà run rẩy, đặc biệt là khi họ nhìn thấy trên mặt đất toàn bộ đều là xác của các quân sĩ nước Liệp Ưng, trong lòng bọn họ càng thêm sợ hãi, sợ rằng chút nữa bọn họ cũng sẽ biến thành một cái xác như vậy. Thậm chí, Trần An Khang còn bị dọa đến mức tiểu ra quần. Người nhà họ Trần vốn nghĩ rằng nương tựa vào nước Liệp Ưng là có thể tha hồ tung hoành ngang dọc không sợ gì cả, hưởng thụ vinh hoa phú quý không bao giờ hết và tha hồ dẫm đạp lên Lê Uy Long. Nhưng mà giấc mộng đẹp này mới nằm mơ được có một ngày thì đã bị đánh vỡ tan tành. Từ khi chiến thần bất bại Ano vào ở nhà họ Trần chỉ mới được một ngày thì đã bị đánh bại, người nhà họ Trần mới chớp mắt đã trở thành tù nhân của Lê Uy Long. Lúc này, trong lòng ông cụ Trần cảm thấy vô cùng hối hận. Hiện tại sự thật đã chứng minh rằng lúc đầu Chu Lệ Ngọc quyết định không chịu đầu hàng địch, thề rằng sẽ trung thành với nước Long Quốc, lựa chọn này của cô là đúng. Bản thân ông ta đã sống phí mấy chục tuổi đời còn không bằng sự tinh tường của một người phụ nữ đời sau. Bởi vì sự hạn hẹp ngu ngốc của mình, ông ta đã sai lầm khi đánh giá thấp thực lực của nước Long Quốc, đưa ra quyết định phản quốc đầu hàng địch, đem tất cả người nhà họ Trần xuống vực sâu mãi mãi không thể ngóc đầu dậy được. Một lát sau, những người nhà họ Trần này bị áp giải đến trước mặt của Lê Uy Long. Hộ soái, những tên Việt gian phản quốc đầu hàng địch này nên xử lý thế nào? Một thành viên nữ của đội đặc nhiệm xin chỉ thị của Lê Uy Long. Chương 737 chiến báo. Lúc này, Lê Uy Long lại nói, gửi chiến báo rằng tôi đã tiêu diệt toàn bộ bộ đội sở thuộc của chiến thần bất bại Ano cho quốc vương Long Quốc đi. Vâng, một đội viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng lập tức gửi báo cáo cho quốc vương Long Quốc. Theo tôi tới nhà họ Phan vây đánh bộ đội sở thuộc của chiến thần vô địch tay lo. Lê Uy Long lập tức hạ lệnh một lần nữa. Vâng, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng ngay lập tức theo Lê Uy Long xuất quân ra trận, không ngừng lao thẳng tới hướng nhà họ Phan. 30.000 tướng sĩ ở bên ngoài vây đánh chiến thần bất bại Ano lần trước lần này cũng đi theo Lê Uy Long tới giết nhà họ Phan. Quốc vương Long Quốc nhận được tin thắng trận từ bộ đội sở thuộc của Lê Uy Long, biết được rằng chiến thần bất bại Ano đã bị Lê Uy Long một kiếm đâm chết, bộ đội sở thuộc của chiến thần bất bại Ano cũng bị tiêu diệt toàn quân, liền lập tức vui vẻ không thôi. Tuyệt, đúng là quá tuyệt, cái tên chiến thần bất bại Ano này xưng là chiến thần bất bại, ngông cuồng tự cao tự đại. Gặp được hộ soái bảo vệ số 1 của Long Quốc ta thì nhất định là hắn ta thua chắc rồi. Quốc vương Long Quốc vô cùng hài lòng và hào hứng nói. Các vị đại thần văn võ cũng nghe được tin thắng trận liền lần lượt nói. Hộ soái thiên tiêu diệt hoàn toàn chiến thần bất bại Ano, nhờ vào trận đánh này mà đã làm rạng rỡ thanh danh của Long Quốc chúng ta. Đúng vậy, cái tên chiến thần bất bại Ano này tự cho rằng kiếm thuật của mình là có 102 trong thiên hạ. Khi đơn chiến với hộ soái thiên kết quả lại bị thua dưới tay của hộ soái thiên. Hộ soái bảo vệ số 1 của Long Quốc ta không chỉ dụng binh như thần, mà thực lực đánh đơn độc chiến cũng là bất khả chiến bại trên thế giới này. Hộ soái thiên một khi xuất trận, ai dám tới tranh phần thắng lợi chứ? Bất kể kẻ địch có như thế nào, chỉ cần bọn chúng gặp phải hộ soái thiên thì tất cả đều sẽ bị đánh bại. Hộ soái thiên đúng là định hải thần châm của Long Quốc. Có hộ soái thiên ở đây thì giang sơn của Long Quốc có thể toàn vẹn không thiệt hại gì. Quốc vương Long Quốc nghe các vị đại thần nói vậy lại vui mừng như mở cờ trong bụng, ngay lập tức đem chiến báo Lê Uy Long tiêu diệt toàn quân chiến thần bất bại Ano thông báo cho toàn dân, truyền tin cho toàn thế giới, nâng cao tinh thần cho các tướng sĩ của Long Quốc ta và đánh bại sự kiêu căng càn quấy của kẻ thù. Vâng. Thông cáo vừa mới truyền ra. Tin tức toàn quân của chiến thần bất bại Ano ở thành phố Quốc Hòa bị tiêu diệt sạch rất nhanh đã được truyền đi khắp thế giới. Tin tức hộ soái bảo vệ số 1 của Long Quốc Lê Uy Long thuộc đội đặc nhiệm Phượng Hoàng thắng đậm trước chiến thần bất bại Ano vừa truyền ra đã làm cho cả thế giới phải kinh ngạc.
khi tướng sĩ của Long Quốc biết được tin tức này thì toàn bộ đều phấn khởi vô cùng, tinh thần quân sĩ tăng vọt lên. Mà khi quốc vương của nước Liệp Ưng biết được tin chiến thần bất bại Anô đã chết trận liền lập tức ngã quỵ. Mặc dù ông ta cũng dự liệu được chiến thần bất bại Anô sẽ thua trận ở thành phố Quốc Hòa nhưng ông ta không ngờ được rằng trận này sẽ thua nhanh như vậy và thua thảm tới nhường này. Ông ta càng không thể ngờ được đó là chiến thần bất bại Anô trực tiếp bị Lê Uy Long giết chết. Dù sao chiến thần bất bại Anô cũng là chiến thần số một của nước Liệp Ưng, là trụ cột của đất nước. Nếu như trụ cột không còn nữa thì nước Liệp Ưng gặp nguy hiểm rồi. Rốt cuộc liên minh thiên hạ làm cái quái gì vậy? Tới tận bây giờ mà bọn họ vẫn rề rà không chịu xuất binh, hại cho ta mất đi một vị chiến tướng mạnh nhất. Quốc vương của nước Liệp Ưng bi phẫn nói. Quốc vương, chiến thần bất bại của chúng ta chết trận ở thành phố Quốc Hòa, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ? Một vị đại thần lo lắng nói. Hiện tại chúng ta không còn tướng quân Anô nữa, không biết Long Quốc có nhân cơ hội này mà đánh chiếm lấy nước Liệp Ưng chúng ta không? Lại thêm một vị đại thần nữa cực kỳ lo lắng nói. Tướng quân tay lo của nước Cự Hùng hiện tại vẫn còn đang ở thành phố Quốc Hòa, Long Quốc sẽ không nhanh xuất binh tới chiếm đóng nước chúng ta như vậy đâu. Quốc vương mở miệng nói. Tướng quân Anô đã tử trận rồi, tướng quân tay lo ở thành phố Quốc Hòa một mình khó mà duy trì toàn cục được, đoán chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Việc chiến thần vô địch tay lo thua trận cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Một vị đại thần nói. Đúng vậy, chỉ cần tướng quân tay lo vừa thua trận. Với cái tính hiếu chiến của Lê Uy Long, nhất định hắn ta sẽ dấy binh tới thảo phạt nước Liệp Ưng chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Các ngươi cuống cái gì? Long Quốc với nước Liệp Ưng của chúng ta ngăn cách bởi đại dương rộng lớn, ta thứ cho bọn họ cũng không dám viễn chinh. Quốc vương nói. Ngay lúc này, tại phòng nghị sự của Liên minh Thiên Hạ, khi Liên minh Thiên Hạ biết tin Lê Uy Long đánh bại chiến thần bất bại Anô, chiến thần bất bại Anô đã chết trận và toàn quân bị tiêu diệt sạch thì tất cả đều hoảng sợ. Cái tên Lê Uy Long này kể từ lúc phát động lệnh tấn công, chỉ dùng chưa đến một tiếng đồng hồ đã tiêu diệt được toàn quân của chiến thần bất bại Anô danh chấn thiên hạ. Thật sự quá kinh khủng. Đúng vậy, cũng may trước đây chúng ta không tùy tiện giấy binh đi thảo phạt Long Quốc đó, nếu không thì tự chuốc họa vào thân rồi. Tên Lê Uy Long này lợi hại tới như vậy sẽ trở thành kẻ địch số một của thiên hạ này mất. Tất cả các thành viên của Liên minh Thiên Hạ đều lần lượt nói trong sự sợ hãi. Hiện tại mấy người cuối cùng cũng biết tôi sáng suốt rồi đúng không? Nếu như không phải tôi để mấy người quan sát tình hình trước thì bây giờ mấy người đã bị cuốn vào vòng tranh đấu rồi, đến lúc đấy chẳng còn cách nào mà thoát thân nữa. Thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ bắt đầu tự tán thưởng công lao của bản thân. Đúng vậy, vẫn là thủ lĩnh sáng suốt, biết xem xét tình hình, nếu không thì chúng ta đã bước vào ngõ cụt muôn đời muôn kiếp không trở lại được rồi. Ngày nào Long Quốc còn có Lê Uy Long thì ngày đó chúng ta tuyệt đối không thể dùng vũ lực đối với Long Quốc. Nếu như muốn sử dụng vũ lực với Long Quốc thì nhất định phải trừ khử Lê Uy Long trước. Tất cả thành viên của Liên minh Thiên Hạ đều nhao nhao nói. Lê Uy Long thân là hộ soái bảo vệ số một của Long Quốc, làm sao dễ dàng trừ khử anh ta được? Thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ nói. Chúng ta có thể phái sát thủ tới Long Quốc để ám sát anh ta. Đúng. Phái sát thủ đi ám sát có lẽ sẽ thành công. Còn nếu không thành công thì cũng không liên quan tới chúng ta. Như người ta đã nói dễ tránh tấn công ban ngày nhưng khó phòng đòn đánh ban đêm. Nếu như thuê sát thủ đi giết Lê Uy Long thì thật sự có khả năng sẽ thành công. Các thành viên của Liên minh Thiên Hạ đã coi Lê Uy Long như cái gai trong mắt. Tất cả đều đề nghị phái sát thủ đi ám sát Lê Uy Long. Chương 738 suy xét. Tôi cảm thấy đề nghị này có vẻ khả thi. Nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, hãy để tôi suy xét lại thật kỹ đã. Thủ lĩnh nói. Ngay lúc này có một người hầu chạy vào nói, thưa thủ lĩnh, quốc vương nước Cự Hùng gọi điện tới nói muốn nói chuyện riêng với ngài. Thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ chỉ đành đi nghe điện thoại. Thủ lĩnh, hiện tại tướng quân Anô đã thua trận và bị Lê Uy Long giết chết rồi. Khi nào thì mọi người xuất binh đi thảo phạt Long Quốc vậy? Quốc vương của nước Cự Hùng gấp gáp hỏi. Về chuyện này. Chúng tôi cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Thủ lĩnh nói. Còn bàn bạc cái gì nữa? Long Quốc tự ý sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh đã là vi phạm công ước thiên hạ này. Mấy người còn chần chừ nữa thì chiến thần vô địch tay lo của nước Cự Hùng chúng tôi sẽ sớm giống như chiến thần bất bại Anô vậy, sẽ thua trận tại thành phố Quốc Hòa mất. Quốc vương của nước Cự Hùng nói. Tôi đã nói rồi mà. Long Quốc thử nghiệm loại hình vũ khí mới tại địa bàn của chính mình.
đây không phải là lý do để bọn tôi xuất binh, là do mấy người tự phát động chiến tranh muốn tiêu diệt Long Quốc. Mấy người kiêu ngạo thì thua cuộc, tôi làm sao quan tâm được nhiều chuyện như vậy được. Thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ không muốn nhiều lời với quốc vương của nước Cự Hùng nữa, nói xong câu này liền tức giận bừng bừng mà ngắt luôn điện thoại. Quốc vương của nước Cự Hùng nghe thấy tiếng thủ lĩnh ngắt điện thoại liền lập tức ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm nói, xem ra Liên minh Thiên Hạ cũng sợ Long Quốc, ai cũng không cứu nổi trung tướng tay lo rồi. Ngay lúc đó, ở trên bầu trời thành phố Quốc Hòa có vô số máy bay chiến đấu của Long Quốc đang gào rít, tiến hành ném bom xuống kẻ thù. Do có thêm máy bay chiến đấu tham gia, bên Long Quốc như hổ mọc thêm cánh. Còn quân địch đã bị ném bom tới mức nổ tanh bành, người ngã ngựa đổ, tan tác không thành quân. Dưới sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, quân địch ở bên bờ biển đều đã bị những quân binh mà Lê Uy Long phái đi đánh giết thảm hại. Bộ đội sở thuộc của Phạm Cương và Lê Lương quân cũng đang đánh thẳng tới dễ dàng, thế đánh như trẻ tre, tiến thẳng về phía nhà họ Phan. Mà những quân binh cuối cùng của chiến thần bất bại Ano được cử đi tiếp viện cho chiến thần bất bại Ano vẫn còn chưa được gặp hộ soái sư đoàn phụ trách chặn đánh thì tất cả đều đã bị máy bay chiến đấu của Long Quốc ném bom cho nổ banh xác. Trước đó, mấy quân binh của nước Cự Hùng giao chiến với sư đoàn dũng sĩ cũng nhận một tổn thất nặng nề. Không bao lâu sau, Lệ Uy Long dẫn theo 30.000 quân binh cùng với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng hợp lại với sư đoàn dũng sĩ để cùng nhau tấn công quân địch. Ngay lúc này tại nhà họ Phan, chiến thần vô địch tay lo biết được tin tức toàn quân của chiến thần bất bại Ano đã bị Lê Uy Long tiêu diệt sạch thì lập tức hoảng loạn. Cái tên chiến thần bất bại Ano này tự xưng kiếm thuật của mình là có 102 trong thiên hạ rồi đơn chiến với Lê Uy Long, làm sao gã có thể không chịu nổi một đòn như vậy được. Chiến thần vô địch tay lo tức giận nói. Đúng vậy, chiến thần bất bại Ano tự tin thề sẽ đánh bại được Lê Uy Long, lật ngược tình thế của trận chiến. Kết quả lại bị Lê Uy Long một kiếm đâm chết. Thật là chỉ được cái danh hão, một tên tướng địch mở miệng nói. Chiến thần bất bại Ano còn kêu chúng ta phái quân đi tiếp viện để trong ứng ngoài hợp với bọn họ, một chiêu đánh bại Lê Uy Long, thế nên hiện tại kế hoạch đều hỏng bét cả rồi. Lại có thêm một tên tướng địch nữa nói. Chuyện đã như vậy chúng ta không cần bàn tới mấy việc này nữa. Nhanh chóng nghĩ cách làm thế nào để ứng phó với đại quân của Lê Uy Long đi. Chiến thần vô địch tay lo nói. Mà tướng cho rằng dưới tình thế cấp bách, hãy lập tức điều 30.000 quân binh hồi nãy trở về hết, tử thủ tại nhà họ Phan, chờ đợi cứu viện của Liên minh Thiên Hạ. Một tên tướng địch nói. Được, lập tức truyền lệnh cho quân binh đi tiếp viện chiến thần bất bại Ano lập tức quay trở về tử thủ tại nhà họ Phan. Chiến thần vô địch tay lo quả quyết nói. Mà đúng vào ngay lúc này, có một tên địch tướng hoang mang chạy vào, vừa chạy vừa vội nói, báo cáo tướng quân, chuyện không ổn rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Chiến thần vô địch tay lo hỏi. Quân binh mà chúng ta phái đi tiếp viện cho chiến thần bất bại Ano đi được nửa đường đã bị máy bay chiến đấu của Long Quốc tập kích. Toàn quân đều đã bị diệt sạch rồi. Tướng địch nói. Thần sắc của chiến thần vô địch tay lo đột ngột thay đổi. Hắn không ngờ được rằng quân binh do tự mình phái đi tiếp viện cho chiến thần bất bại Ano lại bị tiêu diệt nhanh như vậy. Lúc này, lại có thêm một tên tướng địch nữ hoảng hốt chạy vào, vừa chạy vừa sợ hãi nói, tướng quân, chuyện không ổn rồi. Lại có tin tức không tốt nào vậy? Chiến thần vô địch tay lo hỏi. Lực lượng canh phòng của chúng ta và nước Liệp Ưng được bố trí bên bờ biển đều đã bị Long Quốc diệt sạch rồi. Tên tướng địch kia nói. Cái gì, bọn họ bị tiêu diệt nhanh như vậy sao? Chiến thần vô địch tay lo kinh ngạc hỏi. Vâng, hiện tại quân binh tiêu diệt phòng quân của chúng ta bên bờ biển của Long Quốc đang từ bờ biển tiến thẳng tới chỗ chúng ta. Tướng địch nói. Chiến thần vô địch tay lo nghe xong thì lập tức trở nên căng thẳng. Mà ngay lúc này lại có thêm một tên tướng địch vô cùng lo lắng chạy vào. Tướng quân, chuyện không ổn rồi. Cái tên tướng địch này cũng vừa chạy vừa nói. Có chuyện gì, mau nói, chiến thần vô địch tay lo hỏi. Bộ đội sở thuộc của Phạm Cương và Lê Lương quân đã tiêu diệt toàn bộ quân binh ở tiền tuyến của chúng ta rồi. Hiện nay bọn họ đang hướng thẳng tới chỗ chúng ta, tên tướng địch đó nói. Tay lo nghe xong tin này, sắc mặt thay đổi, nói, xem ra chúng ta sắp bị quân binh của Lê Uy Long bao vây rồi. Tướng quân, tình hình của chúng ta đã vậy, hiện tại nên làm thế nào đây ạ? Một tên tướng địch hoảng hốt hỏi. Mau chóng cho toàn bộ quân binh mà trước đó đã cử đi quay trở lại. Chiến thần vô địch tay lo nói. Đầu tiên, hắn ta phái ra hai đoàn quân binh đi giao chiến với sư đoàn dũng sĩ, tổng cộng có 50.000 quân binh. Hiện tại tình thế không ổn.
hắn muốn đem chỗ quân binh này quay trở lại tử thủ tại nhà họ Phan. Tuy nhiên, chiến thần vô địch tay lo còn chưa kịp nói xong thì lại có thêm một tên tướng địch nữa cả người đầy bụi đất kinh cội vã chạy vào rồi hoảng sợ nói, báo cáo tướng quân, chuyện không ổn rồi. Lại có thêm chuyện gì không ổn vậy? Chiến thần vô địch tay lo hỏi. Chương 739 đều bị diệt. Toàn bộ quân binh mà chúng ta phái đi để chi viện cho Ano đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Vị tướng địch đó nói. Cái gì? Sao lại bị tiêu diệt hết nhanh như vậy được? Tay lo đột nhiên cảm thấy kinh hoàng, thật sự không dám tin vào tai mình nữa. Hắn phái quân sang tiếp viện cho Ano tổng cộng 3 lần, lần thứ nhất phái 30.000, lần thứ hai phái đi 20.000, lần thứ ba phải đi 10.000. Tổng cộng hắn phái đi 60.000 binh lính, sao mà nói hết là hết được chứ? 10.000 quân binh được cử sang lần cuối cùng đó đã bị chiến cơ của Long Quốc ném bom tiêu diệt hết thì hắn còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà 60.000 binh lực được cử đi trước đó, tuy rằng đã bị sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long chặn đánh, nhưng cũng không thể nào bị tiêu diệt hết nhanh như vậy được. Là bởi vì sau khi giết chết Ano, Lê Uy Long lập tức dẫn đại quân qua chém giết cùng với sư đoàn dũng sĩ của anh ta bao vây tiêu diệt chúng ta. Lại thêm chiến cơ của Long Quốc không ngừng ném bom, quân binh của chúng ta căn bản không chống đỡ nổi nên rất nhanh đã bị giết sạch rồi. Vị tướng địch đó nói. Cái tên Ano này, đúng là đã bẫy tôi vào chỗ chết rồi. Gã bảo tôi phái quân đi chi viện cho gã, kết quả tự gã cũng không trụ được đến một tiếng đồng hồ, hại cho quân binh của tôi bị chia cắt thành mấy phần, làm mất đi năng lực chiến đấu vốn có. Tay lo tức giận nói. Trung tướng, đừng nói mấy thứ này nữa. Mau nghĩ cách làm thế nào để đánh quân địch đi. Bây giờ Lê Uy Long đã dẫn sư đoàn dũng sĩ qua đây để giết chúng ta rồi. Vị tướng địch đó nói. Chúng ta đã trúng kế bao vây một điểm đánh viện binh của Lê Uy Long, bây giờ chỉ còn lại 40.000 binh lực thôi, sao có thể đối đầu lại với đại quân của Lê Uy Long đây? Tay lo lần đầu có cảm giác bó tay bất lực, nói ra những lời nhục chí như vậy. Trung tướng, anh là chiến thần bất bại, đã có kinh nghiệm chinh chiến hàng trăm trận. Nhất định có cách biến nguy thành an. Anh phải bình tĩnh lại chút, một vị tướng địch nói. Bây giờ chúng ta đang cô độc ở quốc hòa, tứ cố vô thân, tôi có thể có cách gì đây? Thần tiên giờ cũng khó mà cứu được, tay lo nói. Chúng ta có thể gọi điện cho quốc vương, xin ngài ấy liên lạc với liên minh thiên hạ, bảo liên minh thiên hạ gây thêm áp lực cho Long Quốc, ép Long Quốc ngừng đánh lại. Một vị tướng địch nói. Được, tôi lập tức gọi điện cho quốc vương. Tay lo cũng cảm thấy đây là cách duy nhất, bèn lập tức gọi điện cho quốc vương của nước cự hùng. Sau khi điện thoại được kết nối, tay lo đi thẳng vào vấn đề, nói với quốc vương, quân đội của tôi ở quốc hòa đã rơi vào tình thế tuyệt vọng. Đại quân của Lê Uy Long lập tức sẽ tới bao vây chúng tôi. Ngài hãy mau bảo liên minh thiên hạ gây thêm áp lực cho Long Quốc để Long Quốc ngừng đánh đi. Trung tướng tay lo, lúc nãy tôi đã gọi điện cho thủ lĩnh của liên minh thiên hạ rồi. Quốc vương nói. Thủ lĩnh nói thế nào? Tay lo hỏi. Thủ lĩnh nói chúng ta tự nghĩ cách, quốc vương bất lực nói. Long Quốc đã sử dụng vũ khí hủy diệt siêu mạnh, lẽ nào liên minh thiên hạ cũng không thèm quan tâm nữa sao? Tay lo tức giận nói. Thủ lĩnh nói rằng Long Quốc đã thử nghiệm hỏa tiễn trên chính vùng biển của mình nên không tính là vi phạm công ước thiên hạ. Quốc vương nói. Cái liên minh thiên hạ này rốt cuộc là làm cái quái gì vậy chứ? Đây đã quá rõ ràng là Long Quốc muốn dùng vũ khí hủy diệt siêu mạnh này để hủy tàu chiến của chúng ta. Nếu như không phải là vì Long Quốc sử dụng hỏa tiễn thần Long, chúng ta tuyệt đối không thua thảm hại như thế này. Tay lo nói. Tôi cảm thấy thật ra liên minh thiên hạ cũng sợ Long Quốc. Bọn họ chính là muốn ngồi trên núi xem hổ đánh nhau để chúng ta tự sinh tự diệt. Nếu đã không thể dựa vào liên minh thiên hạ, vậy xin người mau cử quân binh tới chi viện cho chúng tôi đi. Tay lo đã không còn hy vọng gì với liên minh thiên hạ nữa rồi. Trung tướng tay lo, chúng ta muốn xuất quân thì bắt buộc phải vượt qua vùng biển quốc hòa của Long Quốc. Tới lúc đó, Long Quốc sẽ diễn lại trò cũ, lại sử dụng hỏa tiên thần Long, đội quân chi viện của chúng ta vẫn còn chưa ghi danh vào quốc hòa thì đã bỏ mình giữ biển khơi, thế nên không thể lại mạo hiểm xuất quân nữa. Quốc vương nói, quốc vương, tôi đã vì nước cự hùng chinh bắc chiến nam, lập không ít công lao hiển hách. Lẽ nào đến ngài cũng không cứu tôi sao? Tay lo có chút bực tức nói. Không phải là tôi không muốn cứu anh, mà là tôi căn bản không thể nào đi cứu anh được. Anh cũng không mong hàng trăm tướng sĩ của nước cự hùng tôi đi tìm cái chết đúng chứ? Quốc vương nói với vẻ bất lực. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Lẽ nào ngài cứ dương mắt nhìn quốc hòa bại trận mà chết sao? Anh yên tâm,
tôi sẽ thương lượng với quốc vương Long Quốc, bảo anh ta ngừng đánh. Quốc vương nói. Được, vậy ngài mau chóng liên lạc với quốc vương Long Quốc đi. Taylor nói. Anh nhất định phải trụ vững và chờ tin tốt của tôi. Nước cự hùng không thể không có anh nhất định phải sống sót trở về. Lúc này, Lệ Uy Long, Phạm Cương, Lê Lương Quân đều đã dẫn quân binh của mình đuổi giết tới khu vực xung quanh nhà họ Phan, hình thành thế bao vây đội quân của Taylor, hơn nữa còn phát lệnh tấn công dữ dội. Mười mấy chục nghìn đại quân của Long Quốc đối đầu với 40.000 quân thù nước cự hùng, quả là có lợi thế áp đảo. Taylor vừa nói chuyện điện thoại với quốc vương nước cự hùng xong, liền nghe thấy tiếng súng đùng đoàng vang lên từ phía bên ngoài. Không xong rồi, trung tướng, Lệ Uy Long đã đuổi giết tới bên ngoài rồi. Một vị tướng địch đi vào báo cáo. Đừng hoảng loạn, nhất định phải trụ vững, quốc vương đã liên lạc với quốc vương Long Quốc để thương lượng rồi. Long Quốc sẽ ngừng đánh ngay thôi, Taylor nói. Chương 740 kết nối điện thoại. Kết nối điện thoại. Lúc này, quốc vương nước cự hùng đang kết nối điện thoại tới quốc vương Long Quốc. Quốc vương Long Quốc à, tôi muốn cầu hòa, chúng ta có thể ngừng đánh được không? Quốc vương nước cự hùng hỏi. Ngừng đánh à, anh nói xem, tại sao chúng tôi phải ngừng đánh? Quốc vương Long Quốc hỏi. Tôi thừa nhận, chúng tôi đánh không lại anh. Chỉ cần bên các anh có thể lập tức ngừng đánh, tôi có thể ngay lập tức bồi thường chút ít cho anh. Quốc vương nước cự hùng nói. Trận chiến tranh này là trận chiến tranh xâm lược do mấy người phát động, bây giờ đánh không lại Long Quốc tôi rồi lại muốn ngừng đánh. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Trong trận chiến tranh này chúng tôi đã mất đi bao nhiêu người đàn ông tốt, bao nhiêu người dân đã bị mấy người tàn sát, không phải chỉ có chút ít bồi thường là có thể giải quyết được. Long Quốc nói. Vậy rốt cuộc anh muốn phải làm sao thì mới ngừng đánh? Quốc vương nước cự hùng hỏi. Nợ máu bắt buộc phải trả bằng máu. Đã là người xâm phạm vào lãnh thổ Long Quốc của tôi thì bắt buộc phải chết. Quốc vương Long Quốc nói. Lẽ nào anh không sợ tôi sẽ tiếp tục phái quân tới tấn công anh sao? Quốc vương nước cự hùng có chút tức giận nói. Có gan thì anh thả ngựa qua đây. Tôi đảm bảo sẽ khiến quân binh của anh một đi không trở lại. Quốc vương Long Quốc tràn đầy tự tin nói. Chúng ta có thể bàn bạc hẳn hoi không? Tôi nói thật với anh nhé. Tôi bây giờ chỉ cần có chiến thần đứng đầu tay lo của nước cự hùng chúng tôi. Chỉ cần anh có thể ngừng đánh, tôi có thể cho anh một khoản bồi thường cực lớn. Quốc vương nước cự hùng nói. Đền bù lớn là điều bắt buộc, nhưng những quân binh của nước Anh đã vào quốc hòa của tôi thì bắt buộc phải chết. Quốc vương Long Quốc nói. Anh đừng có mà bắt nạt người quá đáng. Tại sao anh phải ác đến vậy? Quốc vương nước cự hùng tức giận nói. Tôi ác được bằng đám quân hèn hạ của anh không? Sau khi đám quân hèn hạ đó của anh vào tới quốc hòa, tiến hành giết hại vô cùng bi thảm, không có việc ác nào không làm, bọn họ bắt buộc phải trả giá cho tất cả những gì bọn họ đã làm. Quốc vương Long Quốc nói. Theo như anh nói vậy là không thể bàn bạc được nữa rồi. Quốc vương nước cự hùng tự biết mình đuối lý. Chúng ta còn có gì để bàn bạc nữa, hẹn gặp trên chiến trường. Quốc vương Long Quốc nói. Hẹn gặp trên chiến trường, anh có ý gì đây? Quốc vương nước cự hùng hỏi. Người xâm phạm Long Quốc của tôi, dù xa cũng phải giết. Đợi tôi tiêu diệt xong đám quân binh của anh đã vào quốc hòa của tôi sẽ xuất quân đi đánh dẹp nước cự hùng. Quốc vương Long Quốc nói xong, liền cúp điện thoại bụp một tiếng. Quốc vương nước cự hùng đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, không ngờ rằng quốc vương Long Quốc vậy mà còn muốn viễn chinh tới nước cự hùng của mình. Lúc này, ở biệt thự Tinh Nguyệt, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng sau khi biết được thông tin Lê Uy Long đã xóa sổ Ano, đều vô cùng vui mừng. Nhược Mai à, tớ đã nói rồi mà, Lê Uy Long sẽ không có chuyện đâu, bây giờ sự thật đã chứng minh, tớ nói đều đúng cả. Nguyễn Tú Hằng nói, cậu đúng là một nhà tiên tri, không ngờ rằng Lê Uy Long lại lợi hại như thế, vậy mà lại có thể đánh bại Ano, người được mệnh danh là chiến thần bất bại. Chu Nhược Mai vui vẻ nói, đúng đấy, Lê Uy Long đã một mình đấu với Ano, hơn nữa còn đam chết gã ta bằng một nhát kiếm, điểm này đúng là khiến mình không ngờ tới. Nghe nói kiếm thuật của Ano là thiên hạ vô song, Lê Uy Long rốt cuộc là làm thế nào mà được nhỉ? Nguyễn Tú Hằng nói, cái này thì tớ biết, Chu Nhược Mai nói. Sao cậu lại biết, Nguyễn Tú Hằng kinh ngạc hỏi. Bởi vì Lê Uy Long dùng tuyệt thế thần kiếm tiểu thính vũ lâu, hơn nữa anh ấy đã luyện tới chiêu thức thứ hai trong cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên, Ano đương nhiên không phải là đối thủ của anh ấy, Chu Nhược Mai nói. Lê Uy Long trông vậy mà đã luyện tới chiêu thức thứ hai trong cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên á,
sao tớ lại không biết nhỉ? Nguyễn Tú Hằng lại kinh ngạc hỏi. Là tớ và anh ấy đã lén lút tới khu rừng sau núi luyện tập vào nửa đêm đấy, tất nhiên là cậu không biết rồi. Chu Nhược Mai nói. Chương 741 chính tối đó. Hai người vậy mà lại lén lút đi vào rừng sau lưng tớ sao? Nguyễn Tú Hằng hỏi lại, kinh ngạc một hồi vẫn chưa thôi. Ừ thì, có một hôm vào buổi tối, tớ và anh ấy tâm huyết dâng trào chạy vào rừng rồi luyện thôi, Chu Nhược Mai nói. Tớ nhớ ra rồi, có một hôm vào buổi tối, mình ăn nửa quả dưa chuột, sau đó thấy không thoải mái, cậu với Lệ Huy Long quay về, còn tưởng mình dùng dưa chuột làm gì rồi. Hai người chính hôm đó đã chạy vào rừng luyện kiếm đúng không? Nguyễn Tú Hằng hỏi. Không sai, chính là vào buổi tối hôm đó, anh ấy đã luyện thành chiêu thức thứ hai trong cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên, Chu Nhược Mai nói. Hóa ra là vậy, chỉ là luyện thành chiêu thức thứ hai trong cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên, đã có thể đánh bại Ano, người được mệnh danh là kiếm thuật thiên hạ vô song, nếu như để Lệ Huy Long luyện thành toàn bộ chín chiêu thức kiếm hiên viên rồi, vậy thì còn tới thế nào nữa? Nguyễn Tú Hằng nói. Cuốn chín chiêu thức kiếm hiên viên tuyệt vời như vậy, chỉ cần dùng hai chiêu là đã có thể đánh bại Ano cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng mà những chiêu kiếm về sau càng ngày càng khó luyện, muốn luyện thành toàn bộ, không biết phải đợi tới ngày nào tháng nào, Chu Nhược Mai nói. Chỉ luyện hai chiêu đã đánh bại được cao thủ kiếm thuật Ano, Lệ Huy Long đã thành thiên hạ vô song rồi, sau này luyện thành hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Nguyễn Tú Hằng nói. Núi cao còn có núi cao hơn, có lẽ còn có những cao thủ ẩn thân khác chưa xuất hiện, không thể tự cao được. Chu Nhược Mai nói. Cao thủ ẩn thân cái quái gì, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Cuộc đọ sức đỉnh cao của hai cao thủ tuyệt thế Lệ Huy Long và Ano tối nay, chúng ta không thể có mặt tại hiện trường chứng kiến phong thái của Lệ Huy Long, thật là đáng tiếc mà. Nguyễn Tú Hằng nói đầy nuối tiếc. Toàn bộ quân của Ano đã bị tiêu diệt rồi, không biết Lệ Huy Long đã cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương ra chưa, hai người bọn họ có xảy ra chuyện gì không? Chu Nhược Mai nói. Bởi vì bản tin chiến sự truyền tới vô cùng ngắn gọn, mấy chuyện nhỏ như việc cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương căn bản không được nhắc tới. Vậy nên Chu Nhược Mai cũng không biết tình hình cụ thể. Toàn quân Ano cũng đã bị tiêu diệt rồi, Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương chắc chắn đã được cứu ra rồi, bọn họ sẽ không có chuyện đâu, cậu đừng lo lắng. Nguyễn Tú Hằng nói. Vậy mong là như cậu nói đi, Chu Nhược Mai cũng cho rằng Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương đã được cứu ra rồi. Bây giờ Ano đã chết rồi, Quốc Hòa chỉ còn lại đơn độc một mình Tay Lo, Lệ Huy Long chắc chắn có thể tiêu diệt Tay Lo, chiến thắng lớn luôn. Tin vui không lâu nữa sẽ được truyền tới thôi. Nguyễn Tú Hằng nói. Sao cậu biết Lệ Huy Long nhất định sẽ đánh thắng Tay Lo? Chu Nhược Mai nói. Bởi vì, Lệ Huy Long là hộ soái bảo vệ bất khả chiến bại, người đàn ông ưu tú nhất Long Quốc. Nguyễn Tú Hằng nói. Chu Nhược Mai nghe thấy Nguyễn Tú Hằng khen ngợi người đàn ông của mình như vậy, trong lòng không thể nào không cảm thấy ngọt ngào, không ngờ rằng vậy mà mình lại có được người đàn ông ưu tú nhất Long Quốc. Trước đây người người đều cho rằng Lệ Huy Long là đồ bỏ đi, vậy mà lại là anh hùng cái thế. Lúc này, tại nhà họ Phan. Trên dưới nhà họ Phan đều đã biết tin Ano bị Lệ Huy Long giết chết, cũng biết đại quân của Lệ Huy Long đã bao vây xung quanh nhà mình rồi, từng người đều bị dọa tới nơm nớp lo sợ, run rẩy lẩy bẩy. Bọn họ đều vô cùng hối hận đã đầu hàng kẻ thù và làm việc gian. Phan Huy Thành và Cao Hùng đã lục soát ở nhà mình rất lâu rồi. Vẫn không hề phát hiện ra Trương Minh Nguyệt đang trốn ở đâu. Nghe thấy tiếng súng đạn ở ngoài càng ngày càng gần, Phan Huy Thành sợ lắm rồi, chẳng còn tâm trạng đâu mà đi tìm Trương Minh Nguyệt nữa. Còn quốc vương nước Cự Hùng cũng đã nói cho Tay Lo biết tin quốc vương Long Quốc không đồng ý ngừng đánh rồi. Tay Lo đột nhiên rơi vào tuyệt vọng, không biết nên làm thế nào nữa. Đại quân của Lệ Huy Long dựa vào ưu thế tuyệt đối, càng ngày càng thu hẹp vòng vây dễ như trở bàn tay. Tất cả quan binh của Tay Lo, từng đám lớn lần lượt bị tiêu diệt hết, quá nửa quân số đã thương vong rồi. Chương 742 báo cáo tình hình. Người của Tay Lo lần lượt chạy vào báo cáo tình hình. Trung tướng, quân binh của chúng ta đã mất quá nửa rồi, số còn lại không được tới 2 vạn nữa. Trung tướng, quân địch quá mạnh, chúng ta đã rơi vào đường cùng rồi, cứ tiếp tục thế này, toàn quan chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết. Trung tướng. Đại quân của Lệ Huy Long lập tức sẽ đuổi giết vào trong rồi, làm sao đây? Trung tướng, nhân lúc chúng ta vẫn còn một ít binh lực, mau mau đi thoát khỏi vòng vây đi. Toàn bộ tướng địch đều lo lắng như kiến ngồi trên chảo lửa.
Tay lo biết lần này bản thân đã không thể xoay chuyển trời đất nữa rồi, lúc này sắc mặt gã trắng bệch, nói cho dù đi thoát khỏi vòng vây, cũng không còn đường chạy nữa, chúng ta tất cả đều sẽ bị Lê Uy Long đuổi giết, vô dụng thôi. Chúng ta bây giờ ở cách xa Quốc Hòa, lại không có quân tiếp viện, lẽ nào chúng ta cứ ngồi chờ chết sao? Hay là, chúng ta đầu hàng đi? Đúng, nếu như muốn đảm bảo tính mạng của binh lính, chỉ còn cách là đầu hàng thôi. Toàn bộ tướng địch lần lượt đề nghị đầu hàng. Tôi đường đường là chiến thần bất bại, sao có thể đầu hàng? Nếu như tôi đầu hàng rồi, vậy không phải là hủy đi danh tiếng một thời sao? Taylor kiên quyết từ chối đề nghị đầu hàng. Nếu không chịu đầu hàng, toàn bộ chúng ta đều sẽ tiêu tùng ở đây đó. Một vị tướng địch nói. Đừng hoảng, tôi vẫn còn một cách, có thể đảo ngược tình thế. Taylor nói. Mọi người nghe thấy Taylor nói như vậy, tất cả đều vô cùng vui mừng. Trung tướng, anh còn có cách gì có thể đảo ngược tình thế? Một vị tướng địch sốt ruột hỏi. Lê Uy Long lần nãy đã huy động toàn bộ lực lượng, chỉ để lại 50 nhân viên bảo vệ ở lại biệt thự Tinh Nguyệt bảo vệ vợ anh ta. Chúng ta có thể phái quân lính tới bắt vợ anh ta. Taylor nói. Bắt vợ của Lê Uy Long, thì đảo ngược tình thế kiểu gì? Một vị tướng địch hỏi. Lê Uy Long vẫn luôn rất yêu vợ anh ta, chỉ cần bắt vợ anh ta lại, chúng ta có thể lợi dụng điểm này uy hiếp anh ta làm bất cứ chuyện gì. Taylor nói. Đúng, tôi cũng đã nghe nói, Lê Uy Long đối với vợ anh ta răm rắp nghe lời, bảo gì làm nấy. Chỉ cần bắt được khu Nhược Mai, là có thể khiến Lê Uy Long rút quân rồi. Đừng nói là rút quân, Lê Uy Long yêu vợ anh ta như vậy, đến lúc bắt Lê Uy Long tự vẫn trước trận chiến, cũng không phải là không được. Lê Uy Long cũng không phải là hoàn toàn kín kẽ, điểm yếu của anh ta chính là vợ anh ta, Chu Nhược Mai. Chiêu này của Trung tướng thật là thông minh, chỉ cần bắt được vợ của Lê Uy Long, nhất định có thể đảo ngược tình thế. Toàn bộ tướng địch đều cảm thấy, phái quân binh tới bắt vợ của Lê Uy Long, là một diệu kế. Kế sách này tuy là một diệu kế tuyệt vời, nhưng vấn đề là, quân binh bên ngoài của chúng ta đều đã bị giết sạch rồi, còn quân binh bên trong này của chúng ta, lại bị quân binh của Lê Uy Long bao vây rồi, căn bản không có cách nào thoát khỏi vòng vây, phái quân binh từ đi đi bắt vợ Lê Uy Long chứ. Một vị tướng địch nói. Mọi người đột nhiên lại trở nên đăm chiêu ủ rột, lý tưởng thì rất đẹp đẽ, thực tế lại tàn khốc. Lê Uy Long đã để lộ ra sơ hở, nhưng chỗ bọn họ đây lại không có binh lực để đi bắt được cái sơ hở này, cho Lê Uy Long một đòn chí mạng. Mọi người đừng lo lắng, tôi sớm đã nghĩ ra sẽ để ai đi bắt vợ của Lê Uy Long rồi. Taylor nói. Trung tướng, lẽ nào anh còn giữ lại một quân binh bí mật ở ngoài sao? Một vị tướng địch hỏi. Không có, Taylor lắc đầu, nói. Vậy anh định của ai đi bắt vợ Lê Uy Long? Một vị tướng địch hỏi. Để tổ đặc công của chúng ta và tổ đặc công của nước Liệp Ưng đi. Taylor nói. Nghe thấy Taylor nói như vậy, mọi người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người của tổ đặc công đều đang ẩn náu ở khắp nơi, không hề bị bao vây. Lần này nước Cự Hùng và nước Liệp Ưng đã phái đi tổng cộng 500 đặc công tới Quốc Hòa trước, phân bố ở khắp nơi ở Quốc Hòa. Chỉ cần triệu tập bọn họ lại, cùng nhau đi đối phó với 50 nhân viên bảo vệ ở biệt thự Tinh Nguyệt đó, lấy 10 đấu 1, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhân viên bảo vệ của Lê Uy Long tuy lợi hại, nhưng đặc công đã trải qua huấn luyện đặc biệt, tuyệt đối không kém hơn nhân viên bảo vệ. Với ưu thế tuyệt đối của số người gấp 10, đi đánh đám nhân viên bảo vệ Chu Nhược Mai, há lại không thành công. Trung tướng không hổ là chiến thần bất bại, lúc rơi vào bước đường cùng này cũng có thể nghĩ ra diệu kế, đảo ngược tình thế, tôi đây thật sự phục sát đất. Đúng đó, tôi đã biết là đi cùng với Trung tướng, mặc kệ là tình thế gì, đều có thể biến nguy thành an, bất ngờ đánh thắng mà. Lần này nếu như có thể sống sót ra ngoài, đánh bại Lê Uy Long, Trung tướng nhất định có thể lại càng có uy trong thiên hạ. Các tướng địch đều lần lượt tâng bốc. Đừng nịnh nọt nữa. Mau gọi Cao Hùng qua đây, bảo anh ta sắp xếp cho đặc công của nước Liệp Ưng và đặc công của chúng ta, tranh thủ thời gian hành động. Taylor nói. Vâng, một vị tướng địch lập tức ra ngoài tìm Cao Hùng. Mấy người cũng đừng đứng ngơ ở đây nữa, mau ra ngoài tổ chức ứng chiến đi, nhất định phải trụ vững cho đến khi người của ta bắt được khu Nhược Mai. Nếu không, Chu Nhược Mai vẫn còn chưa bị bắt, chúng ta đã bị Lê Uy Long bắt rồi, tất cả đều phí công rồi. Taylor nói. Vâng. Toàn bộ tướng địch lần lượt chạy ra ngoài, tổ chức quân binh của mình chống đỡ ở những yếu điểm. Một lúc sau, người tướng địch đi tìm Cao Hùng đó đã dẫn Cao Hùng đi vào. Trung tướng Taylor,
ngài tìm tôi tới, phải chăng là có chuyện gì? Cao Hùng hỏi. Chương 743 nghĩ ra cách đảo ngược tình thế. Bây giờ chiến thần bất bại, tướng quân Ano của mấy anh đã chết rồi, toàn bị quân binh của nước Liệp Ưng các anh đều đã bị tiêu diệt rồi, chỗ chúng tôi đây cũng đã bị Lê Uy Long bao vây rồi, tình hình đã cực kỳ nguy cấp rồi. Tay Lo nói. Cái này tôi biết, lần này chúng ta có thể nói là có chạy đằng trời. Cao Hùng ủ rũ nói. Bản thân nếu không phải vì theo đuổi Trương Minh Nguyệt, anh ta sẽ không vào nhà họ Phan. Mà nếu anh ta không vào nhà họ Phan, bản thân anh ta cũng sẽ không bị mắc kẹt ở đây. Nếu như bản thân không bị mắc kẹt ở đây thì anh ta đã có thể che giấu thân phận, chạy về nước Liệp Ưng rồi. Anh không cần nản lòng như vậy, tôi đã nghĩ ra cách để đảo ngược tình thế rồi. Tay Lo nói. Cách gì? Cao Hùng vui mừng kinh ngạc hỏi. Chính là phái đặc công ở quốc hòa của nước Liệp Ưng các anh và của nước Cự Hùng chúng tôi, cùng nhau đi bắt Chu Nhược Mai vợ của Lê Uy Long. Tay Lo nói. Hai đội quân đối phó, bắt về một người phụ nữ là có thể đảo ngược tình thế. Đầu óc Cao Hùng như bị úng nước. Lê Vĩnh yêu vợ như vậy, nếu như chúng ta bắt vợ của anh ta, có thể uy hiếp anh ta làm bất cứ chuyện gì. Anh ta vì cứu vợ mình, nhất định sẽ thỏa hiệp. Tay Lo nói. Được, tôi hiểu rồi. Chiêu này của trung tướng đúng thật là thông minh. Cao Hùng nói. Mau thông báo với người của anh, bảo bọn họ với đặc công của nước Cự Hùng chúng tôi tập hợp lại, cùng nhau đi tới biệt thự Tinh Nguyệt bắt Chu Nhược Mai đi. Tay Lo nói. Được, tôi sẽ lập tức đi thông báo với bọn họ ngay đây. Cao Hùng nói. Biệt thự Tinh Nguyệt chỉ có 50 nhân viên bảo hộ ở đó để bảo vệ Chu Nhược Mai, đặc công của nước Liệp Ưng các anh với đặc công của nước Cự Hùng chúng tôi công lại có tới 500 người, lấy 10 đấy lại 1. Nhất định có thể tốc chiến tốc thắng, bắt được Khu Nhược Mai trước khi Lê Uy Long đánh hạ chúng ta, nếu không tất đều thành phí công mất. Tay Lo nói. Tôi hiểu, tôi sẽ bảo bọn họ bắt Chu Nhược Mai với tốc độ nhanh nhất. Cao Hùng nói. Tiếp sau đó, Cao Hùng gọi điện cho đặc công của mình, bảo bọn họ tụ tập lạ với đặc công của nước Cự Hùng, đi về phía biệt thự Tinh Nguyệt với tốc độ nhanh nhất, hợp tác bắt lấy Khu Nhược Mai. Lúc này, tại nhà họ Phan, Lê Uy Long trực tiếp ra trận. Chỉ huy quan lính đánh trận, nhân lúc hăng hái đánh hạ nhà họ Phan, tiêu diệt Tay Lo. Hộ soái, tổ trưởng Minh Nguyệt truyền tới mật báo. Người phụ trách tiếp nhận tình báo vội vàng chạy tới, nói. Lê Uy Long nghe thấy vậy, đột nhiên thấy vui. Trước đây anh nghe nói Trương Minh Nguyệt bị đặc công của địch đuổi giết, bây giờ nếu như Trương Minh Nguyệt đã có thể truyền tới mật báo, có thể chứng minh cô ta vẫn chưa chết. Mật báo gì? Lê Uy Long hỏi. Trong mật báo của tổ trưởng Minh Nguyệt nói. Chủ tướng của quân địch Tay Lo đã cho đặc công của nước Cự Hùng và của nước Liệp Ưng ở quốc hòa đi tới biệt thự Tinh Nguyệt, hợp tác bắt phu nhân để tới uy hiếp anh. Nhân viên tình báo nói. Lê Uy Long nghe thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trương Minh Nguyệt bị đặc công của địch đuổi giết, sao lại có thể biết được kế hoạch hành động của Tay Lo? Lê Uy Long hỏi. Trong mật báo tổ trưởng Minh Nguyệt nói, cô ấy đã chạy vào nhà họ Phan, trốn ở đó và nghe trộm được kế hoạch hành động của Tay Lo. Nhân viên tình báo nói, Trương Minh Nguyệt này được đấy, vậy mà lại dám chạy vào nhà họ Phan nơi Tay Lo đóng quân, chạy trốn mà còn nghe lén được tình báo quan trọng như vậy, thật là một thiên tài. Lê Uy Long nói, hộ soái, trong mật báo tổ trưởng Minh Nguyệt nói, đặc công của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng lên tới hơn 500 người, bây giờ đi dốc toàn lực đi về đang hướng về biệt thự Tinh Nguyệt với tốc độ nhanh nhất để bắt phu nhân rồi. Anh chỉ để lại 50 người nhân viên bảo hộ ở biệt thự Tinh Nguyệt. Tình hình vô cùng nguy cấp rồi, anh mau nghĩ cách ứng phó đi. Nhân viên tình báo nói. Chương 744 nhân cơ hội tóm gọn một lần. Nếu đặc công của kẻ thù đã ra tay, chúng ta hãy nhân cơ hội này tóm gọn bọn chúng trong một lần. Lê Uy Long nói. Hộ soái, bây giờ tất cả quân binh của anh đã được điều động và tập hợp ở đây, làm thế nào anh có thể tóm gọn được tất cả các đặc công của đối phương trong một lần? Nhân viên tình báo nói. Ngay lập tức gửi một bức thư bí mật cho Trương Minh Nguyệt và yêu cầu cô ta thông báo cho tổ đặc công xe đầu nhanh chóng đến biệt thự Tinh Nguyệt để phục kích đặc công của đối phương. Lê Uy Long nói. Vâng, các nhân viên tình báo ngay lập tức gửi một bức thư bí mật đến Trương Minh Nguyệt và truyền đạt mệnh lệnh của Lê Uy Long cho cô ta, để cho tổ đặc công xe đầu đến biệt thự Tinh Nguyệt biệt phục kích kẻ thù. Sau khi gửi bức thư bí mật, nhân viên tình báo lại nói, hộ soái, tổ đặc công xe đầu chỉ có khoảng 100 người. Tổng số đặc công của đối phương là hơn 500 người, e rằng chúng ta khó có thể đối phó được. Nếu như hộ soái phu nhân bị rơi vào tay kẻ thù, hậu quả khi đó chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.
Lệ Uy Long cũng cảm thấy chuyện này không hề nhỏ, nhất định không được để vợ mình rơi vào tay kẻ thù, nếu không thì rắc rối sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chỗ này cách biệt thự Tinh Nguyệt hơi xa, mà kẻ địch đã bắt đầu hành động rồi, nếu chúng ta điều động quân binh từ đây quay về đó thì có lẽ đã quá muộn. Phạm Cương, Lệ Uy Long hét lên một tiếng. Có, Phạm Cương chạy lên ngay lập tức. Bây giờ Bình Loan đang ở chỗ nào? Lệ Uy Long hỏi. Trước đó Bình Loan từng cùng tôi chiến đấu ở trong bệnh viện, sau đó tôi dẫn đầu phản công kẻ thù, nhưng cô ấy không đến đây với tôi. Có lẽ bây giờ cô ấy còn ở lại trong bệnh viện. Phạm Cương nói. Bây giờ anh ra lệnh cho Bình Loan ngay lập tức dẫn người của Hiệp hội Hộ Pháp nhanh chóng chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt, tiêu diệt đặc công của đối phương. Lúc này Lệ Uy Long không có biện pháp nào dùng quân binh, đành phải ra lệnh cho Bình Loan. Hộ soái, có phải đặc công của kẻ thù đã đánh lén biệt thự Tinh Nguyệt không? Phạm Cương giật mình hỏi lại. Đúng vậy, tôi vừa nhận được thư báo bí mật từ Trương Minh Nguyệt, chiến thần vô địch Tay Lo đã cử đặc công của nước Cự Hùng và nước Liệp Ưng đến biệt thự Tinh Nguyệt, muốn bắt chị dâu của anh. Lệ Uy Long nói. Phạm Cương vừa nghe thấy lời Lệ Uy Long nói thì trở nên lo lắng, nói, hộ soái, anh ngàn vạn lần đừng để chị dâu bị kẻ thù bắt được. Người của Hiệp hội Hộ Pháp có thể không phải là đối thủ của kẻ thù, hãy để tôi phái một nhóm quân binh chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt cứu chị dâu. Biệt thự Tinh Nguyệt ở phía bắc thành phố, còn chúng ta đang ở phía nam thành phố. Bây giờ tôi đã phái quân binh đến nhưng có lẽ đã không thể đuổi kịp đến. Vì vậy tôi để Bình Loan dẫn người của Hiệp hội Hộ Pháp đến ngăn cản một chút. Lệ Uy Long nói. Được, tôi sẽ liên lạc với đội trưởng Bình Loan ngay lập tức. Phạm Cường vừa mới nói xong đã lấy điện thoại ra gọi cho Bình Loan ngay lập tức. Lúc này Bình Loan vẫn đang canh gác bệnh viện, trong trận chiến bảo vệ bệnh viện trước đó, có rất nhiều công an bị đạn bắn trúng người, hiện tại vẫn đang được cấp cứu nên cô ấy cũng không nỡ rời đi. Bình Loan nhìn thấy Phạm Cương gọi điện thoại đến, cô ấy đứng lên rồi lập tức trả lời, Trung tướng Phạm, có chuyện gì vậy? Đội trưởng Bình Loan, bây giờ chúng tôi được nhận được tin có 500 đặc công của kẻ địch đang đến biệt thự Tinh Nguyệt để tìm cách bắt cóc hộ soái phu nhân. Vì vậy, hộ soái đã ra lệnh cho cô, lập tức dẫn người của Hiệp hội Hộ Pháp chạy đến biệt thự trên Tinh Nguyệt để tiêu diệt đặc công của đối phương. Phạm Cương nói, rõ, Bình Loan biết người hạ mệnh lệnh là Lệ Uy Long, vì vậy cô ấy chỉ còn cách là chấp nhận vô điều kiện. Sau khi cúp điện thoại, Bình Loan lập tức dẫn theo tất cả người của Hiệp hội Hộ Pháp, vội vàng chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt. Khi Phạm Cương vừa gọi điện thoại cho Bình Loan thì Lệ Uy Long cũng gọi Hà Ngọc Vinh đến. Hà Ngọc Vinh, ngay lập tức dẫn đầu đội đặc nhiệm Phượng Hoàng chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt với tốc độ nhanh nhất, và nhân dịp đó bắt gọn tất cả đặc công của đối phương trong một lần. Lệ Uy Long ra lệnh. Hộ soái, dùng dao mổ trâu để giết gà, anh đối phó với 500 tên đặc công của địch ở quy mô nhỏ, tại sao lại phải phái đội đặc nhiệm Phượng Hoàng của tôi đi chiến đấu chứ? Lúc này Hà Ngọc Vinh đang tận hưởng quá trình đánh nhau với kẻ thù nên cô ấy không muốn rời khỏi chiến trường có quy mô lớn như thế này. Đặc công của đối phương có thực lực tương đối mạnh, tôi lo lắng Bình Loan và người của Hiệp hội Hộ Pháp không phải là đối thủ của bọn họ, vì vậy tôi mới phải yêu cầu cô ra tay. Lệ Uy Long nói, nhưng mà ở đây vẫn đang chiến đấu kịch liệt, bọn họ không thể chiến đấu khi thiếu mặt tôi. Hà Ngọc Vinh nói, cô đừng có mà kiêu ngạo, kết cục ở đây đã được xác định, dưới sự chỉ huy quyết liệt của tôi, hơn nữa còn có 10.000 quân binh, thêm một người như cô cũng không đông mà bớt đi một người cũng không sợ ít. Cô nhanh chóng dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng của mình đi đi. Cô hãy đến biệt thự Tinh Nguyệt để bảo vệ vợ tôi. Lệ Uy Long nói, rõ. Mặc dù Hà Ngọc Vinh có hàng nghìn suy nghĩ không muốn đi nhưng cô ấy không thể không tuân theo mệnh lệnh. Sau đó, Hà Ngọc Vinh dẫn đầu đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và nhanh chóng đến biệt thự Tinh Nguyệt. Trương Minh Nguyệt, người đang trốn ở đâu đó trong nhà họ Phan, nhận được bức thư bí mật, cô ta lập tức nghe theo lệnh của Lệ Uy Long, thông báo cho người của tổ đặc công xe đầu nhanh chóng chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt và nằm mai phục trước. Sau khi Lệ Uy Long sắp xếp xong xuôi, anh gọi cho những lính canh đang ở lại biệt thự Tinh Nguyệt. Nói với họ rằng các đặc công của kẻ thù đã ra khỏi tổ chức và đang đến biệt thự Tinh Nguyệt để chuẩn bị bắt cóc Khu Nhược Mai. Vì vậy hãy để cho bọn họ bắt cóc Khu Nhược Mai rồi chuẩn bị thật tốt tham gia cuộc chiến. Những nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Khu Nhược Mai khi biết được tin địch sắp tấn công, bọn họ đều vào lâm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tìm nơi trú ẩn và chuẩn bị cho trận chiến đẫm máu với kẻ thù. Trong một thời gian ngắn, tất cả các đặc công của tổ đội xe đầu đều đã đến và bao vây xung quanh biệt thự Tinh Nguyệt.
Đầu tiên bọn họ tiến hành ẩn nấp và bắt đầu chuẩn bị phục kích các đặc công của đối phương. Người của tổ đội xe đầu vừa bố trí phục kích xong thì một số lượng lớn các đặc công đối phương mặc đồ đen đã xông vào biệt thự Tinh Nguyệt. Chương 745 có gì đó không đúng. Những đặc vụ này nhìn thấy trước biệt thự Tinh Nguyệt trống rỗng, cũng không thấy có vệ sĩ, nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng, không dám tiếp tục đi về phía trước rồi. Không phải nói Lệ Uy Long để lại 50 vệ sĩ ở biệt thự Tinh Nguyệt để bảo vệ vợ anh ta sao? Sao không thấy một ai? Đúng vậy, lẽ nào những vệ sĩ kia đều chạy đi ngủ à? Không có khả năng, ở thời kỳ đặc biệt này, những vệ sĩ kia chắc chắn không dám tự ý rời vị trí mà chạy đi ngủ đâu. Hành động của chúng ta có thể đã để lộ phong thanh rồi, những vệ sĩ kia có thể đã nhận được tin báo nên mai phục trước. Vậy làm sao bây giờ? Nếu chúng ta tiếp tục đi về phía trước, thì rất có thể sẽ bị phục kích. Những đặc vụ này đồng loạt nghị luận, dừng lại không tiến lên. Bọn họ thân làm đặc công, nên vô cùng bén nhạy đối với sự biến hóa của tình huống. Không thấy có vệ sĩ trước biệt thự, họ lập tức cảm giác được hơi thở nguy hiểm, đồng thời đoán được vệ sĩ của Chu Nhược Mai khả năng đã mai phục. Không quản được nhiều như vậy, Trung tướng Tay Lo ra lệnh chúng ta tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất để bắt được Khu Nhược Mai, chỉ có thể xông vào. Đặc công đứng đầu Carter của nước Cự Hùng nói. Nhưng đối phương đã mai phục trước, chúng ta xông lên, nhất định sẽ thương vong rất nặng. Một gã đặc công nước Liệp Ưng nói. Hiện tại thời gian cấp bách, Trung tướng Tay Lo bị vô số quân địch vây quanh, chỉ có thể bắt vợ Lê Uy Long một cách nhanh nhất, mới có thể dùng nó áp chế Lê Uy Long, thay đổi cuộc chiến. Cho dù có mai phục, đối phương cũng chỉ có 50 người, thì sợ cái gì? Chỉ cần vừa nổ súng, bọn họ sẽ bại lộ, chẳng lẽ 500 người chúng ta không đối phó được 50 người? Carter nói. Vậy mấy người xông lên trước, chúng tôi đuổi theo phía sau. Một gã đặc công nước Liệp Ưng nói. Đúng vậy, mấy người xông lên trước, chúng tôi cam đoan sẽ đuổi kịp. Lại một đặc công nước Liệp Ưng nói. Hiện tại chủ soái Ano nước Liệp Ưng đã chết trận. Chưa bắt được Khu Nhược Mai, đối với mấy đặc công nước Liệp Ưng này mà nói, thực ra cũng không đặc biệt quan trọng. Bắt được Khu Nhược Mai, chỉ hữu dụng với chủ soái Tay Lo nước Cự Hùng, cho nên những đặc công nước Liệp Ưng này cũng không muốn đi chịu chết vì Tay Lo. Bọn họ đều biết, vệ sĩ của Chu Nhược Mai đã mai phục, nên nếu dẫn đầu xông lên nhất định là 10 phần chết 9. Đợi đặc công nước Cự Hùng xông lên làm những vệ sĩ kia nổ súng, sau khi vị trí bị bại lộ, thì bọn họ mới xông lên. Khi đó mới là tương đối an toàn. Tuy nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng là đồng minh, nhưng sống chết trước mắt, bọn họ vẫn có lòng riêng, cũng không đoàn kết như vậy, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Được rồi, chúng tôi xông lên trước, mấy người nhớ đuổi kịp. Bắt được Khu Nhược Mai, mới có lợi đối với tất cả mọi người, nếu không Trung tướng Tay Lo sẽ bị Lê Uy Long tiêu diệt, mấy người cũng rất khó trở về nước Liệp Ưng. Carter không có thời gian nhiều lời với bọn họ. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý để đặc công bên mình xông lên trước. Vì vậy, Carter dẫn đầu đặc công nước Cự Hùng xông lên phía trước, xông vào biệt thự Tinh Nguyệt. Đặc công nước Liệp Ưng không lập tức xông lên theo, mà đang chờ tại chỗ, yên lặng theo dõi những thay đổi. Bùm bùm bùm. Đột nhiên, một tiếng súng dữ dội vang lên từ khu rừng ở hai bên biệt thự. A a a. Đặc công nước Cự Hùng xông lên phía trước đồng loạt bị trúng đạn ngã xuống đất. Đánh! Carter lập tức hét lớn. Đặc công nước Cự Hùng không bị trúng đạn đã biết vệ sĩ của Chu Nhược Mai có mai phục ở khu rừng hai bên biệt thự, lập tức nổ súng với hai mặt rừng. Rầm rầm rầm. Bùm bùm bùm. Tiếng súng kịch liệt vang lên trước biệt thự. Đặc công nước Liệp Ưng nhìn thấy phía trước đã nổ súng, thì cũng biết vệ sĩ của Chu Nhược Mai đã mai phục ở biệt thự hai mặt rừng, thì lập tức xông lên nổ súng với hai mặt rừng. Bùm bùm bùm. Đột nhiên. Lại một tiếng súng dữ dội khác vang lên từ hai bên đường vào biệt thự. A a a. Đặc công nước Liệp Ưng mới vọt lên được nửa đường, cũng đồng loạt trúng đạn ngã xuống đất. Mai phục tại hai bên đường, là người của tổ đặc công xe đầu. Các cô cố ý để đặc công nước Cự Hùng đi lên trước, đợi nước Liệp Ưng xông lên thì mới nổ súng phục kích. Những đặc công nước Liệp Ưng này nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở hai bên đường lại có mai phục. Không phải nói chỉ có 50 vệ sĩ sao? Sao có nhiều người như vậy? Đặc công nước Liệp Ưng đột nhiên bị phục kích ở nửa đường, sau một hồi hoảng loạn, họ lập tức bắt đầu phản kích, nổ súng với hai bên đường. Cứ như vậy, vệ sĩ của Chu Nhược Mai và đặc công của tổ đặc công xe đầu chiến đấu với đặc công nước Liệp Ưng và đặc công nước Cự Hùng trước biệt thự.
biệt thự Tinh Nguyệt bảo vệ chiến, chính thức vang dội. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng nghe thấy tiếng súng kịch liệt vang lên bên ngoài biệt thự, đều giật mình. Sao bên ngoài đánh nhau vậy? Nguyễn Tú Hằng kinh hoàng hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là có địch tập kích, Chu Nhược Mai nói. Hỏng rồi, tiếng súng phía ngoài kịch liệt như vậy, chắc chắn địch tới không ít, Lệ Uy Long chỉ để lại 50 vệ sĩ tới bảo vệ chúng ta, lúc này chắc chắn giữ nhiều lành ít. Nguyễn Tú Hằng nói. Không nên hốt hoảng, vệ sĩ của chúng ta nhất định sẽ bảo vệ chúng ta, Chu Nhược Mai an ủi. Tớ muốn đi xem thử chiến huống bên ngoài, Nguyễn Tú Hằng nói. Chương 746 muốn bắt cóc. Đừng đi ra ngoài, nguy hiểm lắm, Chu Nhược Mai ngăn cản nói. Vậy chúng ta mau tìm chỗ trốn đi, Nguyễn Tú Hằng đáp. Nếu kẻ địch xông vào thì trốn ở đâu cũng không an toàn, sẽ bị bọn chúng tìm thấy thôi. Chu Nhược Mai nói tiếp. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Nguyễn Tú Hằng lo lắng hỏi. Bình tĩnh nào, chúng ta nhất định có thể chuyển nguy hiểm thành an toàn, Chu Nhược Mai an ủi cô ấy. Tớ và cậu ra phòng khách xem thử thế nào, Nguyễn Tú Hằng nói. Ok. Ngay sau đó, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng bèn từ phòng đi vào phòng khách. Lúc này, có 20 nhân viên bảo vệ đang canh giữ trong phòng khách. Họ là phòng tuyến cuối cùng của biệt thự Tinh Nguyệt. Tổng cộng có 50 nhân viên bảo vệ. Mỗi bên chia ra 15 người phục kích ở trong núi gần biệt thự. Chỉ giữ lại 20 người bảo vệ biệt thự. Vì bảo vệ vợ hộ soái mới là trách nhiệm quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để quân địch xâm nhập vào biệt thự bắt cóc vợ hộ soái. Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Chu Nhược Mai hỏi. Thưa chị Hân, đặc công của nước Cự Hùng và nước Liệp Ưng đột kích, chúng ta đang chiến đấu dữ dội với bọn họ. Đội trưởng nhân viên bảo vệ đáp. Tại sao đặc công của nước địch lại tập kích đến đây? Chu Nhược Mai hỏi tiếp. Hiện tại chủ soái tay lo của nước Cự Hùng đang bị quân đội của hộ soái Lê bao vây, có lẽ bọn chúng muốn bắt cô, dùng cô để uy hiếp hộ soái Lê. Đội trưởng nhân viên bảo vệ nói. Chu Nhược Mai nghe thế, cô lập tức trở nên căng thẳng. Nếu như cô bị bắt, Lê Uy Long nhất định sẽ bị áp chế. Đặc công bên phía quân địch tổng cộng có bao nhiêu người? Chu Nhược Mai lại hỏi. Tổng cộng có hơn 500 người. Đội trưởng nhân viên bảo vệ đáp. Chúng ta chỉ có 50 người, kẻ địch có hơn 500 người, gấp 10 lần chúng ta, sao chúng ta có thể đánh thắng? Chu Nhược Mai nói. Chị Hân yên tâm, đặc công của tổ chức xe đầu đã đến chi viện chúng ta từ lâu. Các cô ấy đang chiến đấu, cô sẽ không sao đâu. Đội trưởng nhân viên bảo vệ bẩm báo. Vậy thì tốt, mọi người hãy cẩn thận một chút, Chu Nhược Mai dặn dò. Chúng tôi sẽ cố gắng, chị Hân ơi, cô và cô Nguyễn nên quay về phòng trước, ở đây rất nguy hiểm. Đội trưởng nhân viên bảo vệ nói. Được rồi. Do đó, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng lại trở về phòng. Bên ngoài biệt thự. Mặc dù trước đó đặc công của nước Cự Hùng và nước Liệp Ưng gặp phải mai phục khiến hơn 100 người chết, nhưng bọn họ vẫn có ưu thế tuyệt đối về số lượng. Bọn họ còn khoảng 400 người. 30 nhân viên bảo vệ và 100 đặc công tổ chức xe đầu đang chiến đấu kịch liệt với kẻ địch có quan số gấp mấy lần mình, chẳng mấy chốc, bên này đã rơi vào tình thế bất lợi. Nhanh chóng xông vào biệt thự bắt vợ của Lê Uy Long lại trước. Carter thấy quân mình đã chiếm được ưu thế bèn muốn xông vào biệt thự bắt Chu Nhược Mai. Chỉ cần bắt Chu Nhược Mai xem như mọi thứ đã hoàn thành, cuộc chiến này có thể sớm kết thúc. Những đặc công của nước Cự Hùng nghe Carter ra lệnh, lập tức xông vào cổng lớn biệt thự. Bọn họ cũng muốn bắt Chu Nhược Mai, mau chóng kết thúc cuộc chiến này. Păng, păng, păng. 20 nhân viên bảo vệ nhìn thấy quân địch lao vào. Họ nổ súng bắn vào bọn chúng ngay tức khắc. Á, á, á. Đặc công của nước Cự Hùng không ngờ trong biệt thự còn nhiều nhân viên bảo vệ mai phục như vậy, tất cả đều mất cảnh giác và lần lượt bị trúng đạn. Cuộc chiến diễn ra nãy giờ, nhưng những nhân viên bảo vệ này vẫn túc trực canh gác trong biệt thự không rời bỏ, điều này khiến đặc công bên phía quân địch khá bất ngờ. Tiếp tục xông lên, bọn họ không có bao nhiêu người, phải bắt được Chu Nhược Mai. Carter quát lớn. Anh ta muốn đánh thẳng một mạch, tiến vào biệt thự bắt sống Chu Nhược Mai. Những đặc công của nước Cự Hùng nghe thấy mệnh lệnh, chỉ có thể người trước ngã xuống người sau xông lên tiếp tục lao vào biệt thự. Păng, păng, păng. Bốp, bốp. Ngoài cửa biệt thự bắt đầu giao chiến dữ dội. Kẻ địch không ngừng xông lên, 20 nhân viên bảo vệ thề chết bảo vệ vợ hộ soái. Những nhân viên bảo vệ mai phục ở hai phía cánh rừng biệt thự thấy quân địch tiến công mạnh mẽ vào biệt thự. Bọn họ liên tục nã súng bắn về phía quân địch ở trước cửa biệt thự.
Những quân địch định xông vào cửa lớn bị tấn công từ ba phía đều ngã xuống trước cửa biệt thự, không có cách nào tiến thêm một bước vào cổng lớn biệt thự. Tuy nhiên số lượng đặc công của quân địch quá nhiều, những nhân viên bảo vệ này cũng tổn thương số lượng nhất định. Nhân viên bảo vệ của Chu Nhược Mai càng ngày càng ít, tình thế ngày càng ngặt nghèo. Giờ đây, đặc công của tổ chức xe đầu đang quyết chiến với đặc công nước Liệp Ưng, tình hình cũng không mấy khả quan. Vì số lượng đặc công của nước Liệp Ưng nhiều hơn và gấp đôi bọn họ nên cuộc chiến diễn ra khá ác liệt. Đúng lúc này, một người phụ nữ có tư thế hiên ngang dẫn theo một đội công an từ dưới chân núi đánh lên. Người phụ nữ có tư thế hiên ngang này chính là Giám đốc Cục Công an thành phố Bình Loan. Bình Loan nhận lệnh chạy đến chi viện cho biệt thự Tinh Nguyệt, khi nơi đây rơi vào tình thế nguy hiểm, cô ấy cuối cùng đã đuổi tới. Giết, Bình Loan trông thấy tình cảnh giao chiến ác liệt trước cổng biệt thự, cô ấy hét lớn một tiếng. Thậm chí còn dẫn đầu nả súng vào quân địch. Những chiến sĩ công an lần lượt nổ súng bắn kẻ thù. Păng, păng, păng. Một hồi súng nổ vang lên từ kẻ thù phía sau, đặc công nước Cự Hùng và đặc công nước Liệp Ưng đều giật mình, bọn họ sửng sốt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người phụ nữ có tư thế hiên ngang đang dẫn đầu nhóm cảnh sát tấn công với khí thế khiếp người. Bởi vì có Bình Loan chỉ huy nhóm công an tham gia cuộc chiến, quân địch đã rơi vào thế bị tấn công từ bốn phía. Đặc công của quân địch thấy bọn chúng bị bao vây thì nhất thời luống cuống. Một nhóm người bọc ở đằng sau chặn đánh nhóm công an. Carter lập tức ra lệnh. Chương 747 đúng là không dễ làm. Khi đặc công nước Liệp Ưng ở phía sau nghe thấy tiếng hét lớn của Carter, lập tức tách một nhóm người, để chống lại nhóm công an thành phố của Bình Loan. Bằng cách này, nhóm cảnh sát, tổ đặc công xe đầu và nhân viên bảo vệ của Chu Nhược Mai đã tiến hành cuộc chiến đấu ác liệt với đặc công của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng ở trên núi Tinh Nguyệt. Các nhân viên bảo vệ của Chu Nhược Mai khi nhìn thấy Bình Loan dẫn công an đến hỗ trợ, lập tức nâng cao tinh thần. Nếu như không phải Bình Loan kịp thời xông tới, kẻ thù nườm nượp kéo đến thì biệt thự sớm muộn gì cũng phải thất thủ. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng trốn trong phòng, đều cảm thấy kinh hồn bạt vía khi nghe thấy những tiếng súng kịch liệt ở bên ngoài. Nhược Mai, vợ hộ soái này của cậu cũng không dễ làm đất. Cậu là mục tiêu của kẻ thù, tính mạng của cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nguyễn Tú Hằng nói, với thân phận là vợ hộ soái, chuyện này về sau sẽ còn xảy ra thường xuyên, nhất định phải làm quen với nó, Chu Nhược Mai nói. Vượt qua cửa ải này trước đi rồi nói về sau. Nếu như của ải này cũng không thể vượt qua thì không có về sau đâu. Cũng tại Lệ Uy Long, đem hết toàn bộ quân binh đi. Nếu như anh ta có thể để lại 1.000 quân binh ở đây, thì kẻ thù làm sao lại có cơ hội, chúng ta cũng đâu đến nước nguy hiểm như vật chứ. Nguyễn Tú Hằng nói, điều này cũng không thể trách Lệ Uy Long được, trận chiến ở tiền tuyến rất căng thẳng, các tướng sĩ đều muốn ra trận giết kẻ thù, anh ta đương nhiên phải dẫn họ đi hết rồi, Chu Nhược Mai nói. Nếu như chúng ta có thể thoát được kiếp nạn này, Lệ Uy Long lại có thể chiến thắng trở về, hai cậu phải nhanh chóng động phòng đấy. Nguyễn Tú Hằng bỗng nhiên đổi chủ đề. Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm trạng nói những chuyện này? Chu Nhược Mai nói. Được, khoan hẵng thảo luận chủ đề này, trước tiên phải giữ lấy mạng mới nói. Nguyễn Tú Hằng nói. Ở bên ngoài biệt thự, hai bên giao tranh ác liệt trong một thời gian dài, nhóm cảnh sát của Bình Loan thương vong khá nhiều. Các đặc công đã trải qua huấn luyện đặc biệt, còn công an của nhóm cảnh sát mặc dù cũng có trải qua huấn luyện, nhưng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, họ đều ở thế bất lợi khi giao đấu với các kẻ thù đặc công. Các công an cùng xông lên với Bình Loan, chỉ có khoảng 100 người, lúc này có 1/3 người đã bị thương hoặc chết. Bình Loan nhìn thấy binh lính của mình thương vong nặng nề, trong lòng vô cùng đau buồn phẫn nộ. Kể từ khi nước giặc phát động chiến tranh xâm lược, nhóm cảnh sát của cô ấy đã hy sinh rất nhiều công an. Nhóm cảnh sát vì gặp phải sự cản trở của kẻ thù, không thể tiến về phía trước, Carter lại muốn đánh nhanh giải quyết nhanh. Mau chóng xông vào biệt thự, bắt sống Khu Nhược Mai, Carter hét lên. Các đặc công khi nghe thấy mệnh lệnh của Carter, lại bắt đầu điên cuồng tấn công vào biệt thự. Chỉ cần bắt sống Khu Nhược Mai, có con át chủ bài vợ hộ soái này trong tay thì có thể ra lệnh cho mọi thứ. Không những có thể khiến cho toàn bộ những nhân viên bảo vệ, tổ đặc công xe đầu, công an dừng tay lại. Lại còn có thể khiến cho Lệ Uy Long ngừng chiến. Trong biệt thự chỉ có 20 nhân viên bảo vệ canh giữ, đối với sự tấn công điên cuồng của kẻ thù, họ có chút khó chống trả. Tình hình lại trở nên nguy hiểm hơn. Khi nhìn thấy sắp không bảo vệ được, dưới núi bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm rung chuyển đất trời.
Tiếng gầm đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt và lần lượt nhìn xuống núi. Chỉ nhìn thấy vô số chiếc xe quân sự ầm ầm lên núi, giống như một con rồng đang lao tới vậy. Trên những chiếc xe quân sự đều có gắn súng máy. Ngồi trên xe là nữ binh lính của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng. Nhìn thấy đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã đến, các nhân viên bảo vệ của Chu Nhược Mai, tổ đặc công xe đầu, Bình Loan và các công an đều vui mừng khôn xiết. Ngay khi đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đến, vợ hộ soái đã an toàn. Còn những đặc công kẻ thù khi nhìn thấy nhiều chiếc xe quân sự chặt ti đến, toàn bộ đều hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Họ không thể ngờ rằng, vào thời khắc quan trọng này, lại xuất hiện một đội binh lính nữ được trang bị hoàn mỹ đến thế. Hà Ngọc Vinh dẫn đầu, ngồi ở xe quân sự phía trước. Đánh, tiêu diệt hết bọn đặc công kẻ thù này. Hà Ngọc Vinh ra lệnh. Đùng đùng đùng, xe quân sự ở phía trước lập tức dùng súng máy bắn vào các đặc công kẻ thù trên núi. Các đặc công kẻ thù bị bắn chúng lần lượt kêu la thảm thiết. Những chiếc xe ở phía sau vì con đường tắc nghẽn nên không thể lái hết vào, những lính đội đặc nhiệm Phượng Hoàng lần lượt xuống xe, trên tay cầm súng tiểu liên, vừa chạy lên núi vừa bắn. Bình Loan và các công an nhìn thấy Hà Ngọc Vinh dẫn đầu một đội quân nữ đằng đằng sát khí xông lên, nhanh chóng bước sang một bên, nhường đường cho họ đến. Vì đội quân nữ được trang bị hoàn mỹ đã đến, thì không còn chuyện của nhóm cảnh sát nữa. Đùng đùng đùng, tiếng súng dữ dội, kèm theo tiếng la hét thảm thương, vang vọng khắp bầu trời núi Tinh Nguyệt. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng là một đội đặc nhiệm dày dặn kinh nghiệm, giỏi đánh trận quy mô nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, những giặc công kẻ thù đó đâu thể nào là đối thủ của họ. Hơn nữa, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng có hàng ngàn người, về mặt số lượng người cũng đã hoàn toàn áp đảo đối phương rồi. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng với ưu thế áp đảo, càn quét mọi thứ. Đặc công của kẻ thù gào khóc thảm thiết, chỉ lo chạy trốn khắp nơi, đâu còn dám chống lại đội đặc nhiệm Phượng Hoàng. Bây giờ họ chỉ muốn chạy thoát thân, có bắt được Khu Nhược Mai hay không, tay lo là sống hay chết, họ cũng không muốn quan tâm đến nữa. Tuy nhiên, họ vốn đã bị bao vây rồi, hoàn toàn không có chỗ để trốn thoát. Các nhân viên bảo vệ của Chu Nhược Mai, đặc công của tổ đặc công xe đầu cũng không nhàn rỗi, lần lượt bắn vào những đặc công kẻ thù đang chạy bán sống bán chết. Chương 748 tới hỗ trợ. Bình Loan nhìn người của mình vừa rồi bị giết và bị thương nhiều như vậy, cô ta trong lòng tràn đầy tức giận, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội trút giận, vì thế cô ta cũng xông lên cùng với các nữ binh của đội đặc công Phượng Hoàng cùng nhau giết địch. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đột nhiên nghe thấy tiếng súng dữ dội từ bên ngoài truyền tới, điều này khiến cả hai đều vô cùng hiếu kỳ. Nhược Mai, tại sao bên ngoài đột nhiên có tiếng súng dữ dội như vậy? Nguyễn Tú Hằng hỏi. Chắc là quân tiếp viện của chúng ta đến rồi, Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long đã đem binh lính đi hết rồi, viện binh này từ đâu đến được chứ? Nguyễn Tú Hằng lại hỏi. Tớ cũng không biết, Chu Nhược Mai nói. Chúng ta nhòm qua cửa sổ xem sao. Nguyễn Tú Hằng thực sự rất tò mò, nhẹ nhàng đi tới kéo rèm cửa. Chu Nhược Mai cũng tò mò chạy đến bên cửa sổ xem xét tình hình bên ngoài. Cô chỉ thấy Hà Ngọc Vinh là người tiên phong, dẫn đầu đội đặc công Phượng Hoàng đang một đường đi tới đây. Hóa ra là Hà Ngọc Vinh dẫn đội đặc công Phượng Hoàng tới hỗ trợ. Nguyễn Tú Hằng kinh ngạc, vui mừng nói. Ừ, không ngờ lại là Hà Ngọc Vinh ra tay cứu nguy vào thời khắc sinh tử này, Chu Nhược Mai đáp. Có cả đội trưởng Bình nữa, cô ấy cũng đến rồi. Nguyễn Tú Hằng nhìn thoáng qua Bình Loan đang kề vai sát chiến bên cạnh Hà Ngọc Vinh. Chu Nhược Mai cũng nhìn thấy Bình Loan đang xông pha chiến đấu với Nguyễn Tú Hằng, thấy hai người các cô hiên ngang mạnh mẽ, dũng cảm giết địch, khiến cô càng thêm cảm thán và khâm phục họ. Thực sự là phụ nữ không thua kém gì đấng mày râu, làm phụ nữ là phải giống như bọn họ vậy, Chu Nhược Mai nói. Tất cả bọn họ đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt đó, vậy nên mới anh dũng thiện chiến như vậy. Nguyễn Tú Hằng tiếp lời. Tớ thực sự hối hận vì hồi đó đã không đi tham gia nghĩa vụ quân sự, Chu Nhược Mai tiếc nuối nói. Cậu là tiểu thư nhà giàu, làm quân nhân không thích hợp với cậu. Cậu không thể chịu đựng được loại khó khăn, gian khổ như vậy đâu. Nguyễn Tú Hằng nói. Ai nói tớ không chịu được gian khổ, đợi lúc nào Lê Uy Long trở về, tớ sẽ bảo anh ấy huấn luyện tớ, tớ cũng muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, Chu Nhược Mai phản bác. Cậu ngoan ngoãn mà làm vợ hộ soái của cậu đi. Sinh cho anh ấy một đứa con, nghe chồng dạy con là được rồi, còn đòi làm nữ cường nhân, một người phụ nữ mạnh mẽ gì chứ? Nguyễn Tú Hằng nói. Cậu không hiểu, nếu tớ không trở nên mạnh mẽ hơn,
tớ cảm thấy không xứng với Lệ Uy Long một chút nào, những người phụ nữ xung quanh anh ấy lại mạnh mẽ như vậy, tớ cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, Chu Nhược Mai nói. Đôi khi, đàn ông thích phụ nữ tinh tế, dịu dàng hơn, nếu cậu trở nên mạnh mẽ hơn rồi, thế thì Lệ Uy Long làm gì còn đất dụng võ nữa. Nguyễn Tú Hằng nói, chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, mau quay về, tránh bị đạn lạc bắn trúng, Chu Nhược Mai vừa nói vừa kéo Nguyễn Tú Hằng tránh ra xa cửa sổ. Bùm! Ngay khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng vừa rời đi, tấm kính của cửa sổ sau lưng đột nhiên bị một viên đạn bắn vỡ tan tành. A! A! Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đều hét lên cùng một lúc, gương mặt xinh đẹp bị dọa đến mức trắng bệch. Nếu vừa nãy hai người các cô rời đi trễ một bước, rất có khả năng sẽ bị đạn bắn trúng mất rồi. Thật đúng là tò mò có ngày bỏ mạng mà, suýt chút nữa là bị đạn bắn trúng rồi. Nguyễn Tú Hằng run rẩy nói. May là lúc nãy mình lôi cậu đi, nếu không một trong hai chúng ta đã đi chầu Diêm Vương rồi, Chu Nhược Mai nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Bên ngoài biệt thự, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng một đường giết vào dễ như trở bàn tay, còn không dùng đến 10 phút đã tiêu diệt hết sạch đặc công của nước Cự Hùng và nước Liệt Ưng. Carter, thủ lĩnh đội đặc công của nước Cự Hùng, cũng đã bị giết. Không ai trong số các đặc công của đối phương đến núi Tinh Nguyệt này có thể trốn thoát, toàn bộ đều đã bị tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt kẻ thù, Hà Ngọc Vinh vào biệt thự, đi đến phòng của Chu Nhược Mai. Hộ soái phu nhân, bây giờ kẻ thù đã bị tiêu diệt toàn bộ, cô đã an toàn rồi ạ. Hà Ngọc Vinh nói. Được rồi, các cô vất vả rồi. Không phải cô đã cùng Lệ Uy Long xông pha ra tiền tuyến giết địch rồi sao, sao lại giết ngược trở về rồi thế này? Chu Nhược Mai hỏi. Hộ soái biết tin bên kẻ thù muốn phái người đến đây, vì vậy lệnh cho tôi cấp tốc trở về. Hà Ngọc Vinh nói. Tình hình chiến đấu bên Lệ Uy Long bây giờ thế nào rồi? Chu Nhược Mai hỏi. Hộ soái có tài dụng binh như thần. Anh ấy đã quét sạch toàn bộ binh lính của chiến thần bất bại Ano rồi, hiện giờ đang cho binh lính vây hãm binh lính của chiến thần vô địch tay lo ở trong nhà họ Phan. Thế cục đã định rồi, quân ta thắng chắc rồi. Hà Ngọc Vinh nói. Vậy thì tốt, Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương đã được cứu ra chưa? Chu Nhược Mai hỏi tiếp. Hai người bọn họ đã được cứu ra rồi. Hà Ngọc Vinh nói, hiện tại cô tất nhiên sẽ không nói cho Khu Nhược Mai biết Chu Phi Dương đã bị giam giữ và sẽ sớm bị xử lý. Cứu được là tốt rồi, tôi muốn đi ra bên ngoài xem một chút, Chu Nhược Mai nói. Được, mời đi theo tôi, Hà Ngọc Vinh nói. Theo lời Hà Ngọc Vinh, Chu Nhược Mai cùng Hà Vinh Ngọc ra khỏi biệt thự. Nguyễn Tú Hằng cũng đi ra ngoài cùng hai người bọn họ. Bên ngoài biệt thự đầy xác chết, dưới ánh trăng mờ ảo trông mà phát hoảng. Lúc này Bình Loan ngồi xổm bên cạnh thi thể của những công an đã hy sinh tính mạng, lớn tiếng khóc. Chu Nhược Mai thấy không ít nhân viên bảo vệ đã hy sinh, cô cũng vô cùng đau buồn. Chỉ vì cứu tôi, mà phải hy sinh nhiều người như vậy, Chu Nhược Mai nhìn thấy nhân viên bảo vệ vừa rồi còn sống sờ sờ mà lúc này đã biến thành một cái xác, cô cũng thương tâm, không kìm được lòng mà rơi lệ. Đây chính là chiến tranh, mà chiến tranh thì luôn có thương vong. Bảo vệ chỉ là một phần nhỏ của trận chiến này. Chị cũng đừng buồn quá. Hà Ngọc Vinh nói. Chương 749 hy vọng sẽ kết thúc sớm. Hy vọng trận chiến này có thể kết thúc càng sớm càng tốt, tốt nhất là đừng gây thêm bất kỳ thương vong nào nữa, Chu Nhược Mai nói. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, chỉ cần chị không xảy ra chuyện gì, hộ soái bèn có thể thẳng tay quét sạch kẻ thù đến xâm lược nước ta rồi. Hà Ngọc Vinh nói. Chu Nhược Mai nhìn thấy Bình Loan khóc đến thương tâm như vậy. Thì không nói thêm gì với Hà Ngọc Vinh nữa mà đi thẳng về phía Bình Loan. Đội trưởng Bình, người đã chết cũng không thể sống lại, xin cô hãy nén bi thương, Chu Nhược Mai an ủi. Trong nhà bọn họ đều có bố mẹ, có vợ con, tôi sao có thể không buồn cho được. Cha mẹ, vợ và con cái của họ so với tôi sẽ chỉ có đau lòng hơn chứ không có kém. Bình Loan nói, trong chiến tranh, người phải chịu khổ luôn là lê dân bách tích nhân dân. Chỉ cần một trận chiến tranh. Bao nhiêu cha mẹ mất con, bao nhiêu đứa con mất cha mẹ, bao nhiêu người vợ mất chồng, Chu Nhược Mai xúc động nói. Vì vậy mới nói, hòa bình quan trọng đến mức nào? Bình Loan nói. Chu Nhược Mai tiếp lời cô ấy, chúng ta yêu hòa bình, nhưng luôn có những kẻ muốn phát động chiến tranh đi xâm lược. Khi chiến tranh xảy ra, chúng ta chỉ có thể dùng chiến tranh để chống lại chiến tranh, chỉ có như vậy, chúng ta mới có được hòa bình. Trận chiến này đều là do tôi dẫn đầu những người trong cục công an thành phố xông vào khu vực tập trận của kẻ thù để giải cứu những người phụ nữ bị bắt cóc mà tạo ra. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Tôi chính là ngòi nổ gây ra cuộc chiến này. Bình Loan cảm thấy vô cùng tự trách. Cô không sai, cô có nhiệm vụ phải cứu những phụ nữ bị bắt cóc. Cho dù hôm nay cô không xông vào khu vực tập trận của đối phương, thì đối phương cũng sẽ tìm cớ khác để gây chiến. Vì vậy cô không cần phải tự trách mình, Chu Nhược Mai nói. Bất kể có nói thế nào thì bọn họ cũng vì trận chiến này mà chết, tôi rất đau xót, cũng không có cách nào để đối diện với người nhà của bọn họ. Bình Loan đáp, bọn họ bởi vì cứu tôi mới chết, tôi cũng rất buồn. Có điều, trong trận chiến này, chúng ta đã tiêu diệt được nhiều đặc công của bên địch, còn một mẻ bắt gọn được toàn bộ đặc công còn lại của bọn chúng. Chúng ta có công giết địch, là anh hùng của đất nước, Long Quốc sẽ không bạc đãi người nhà của bọn họ đâu, Chu Nhược Mai nói. Trong khi Chu Nhược Mai an ủi Bình Loan, thì Hà Ngọc Vinh cũng đang gọi cho Lê Uy Long để báo cáo về tình hình trận chiến cho anh biết. Hộ soái, trận chiến trên núi Tinh Nguyệt đã kết thúc, chúng tôi đã tóm gọn toàn bộ đặc công của kẻ thù rồi. Hà Ngọc Vinh nói. Được, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng vẫn ổn chứ? Lê Uy Long hỏi. Hộ soái phu nhân và cô Nguyễn đều bình an vô sự. Hà Ngọc Vinh đáp. Còn thương vong của bên chúng ta thì sao? Lê Uy Long hỏi tiếp. Bị thương vong nhiều nhất là người của Cục Công an thành phố, vậy nên hiện tại Bình Loan đang khóc rất đau lòng. Còn hộ soái phu nhân đang an ủi, động viên cô ấy. Hà Ngọc Vinh nói. Cục Công an thành phố của Bình Loan đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến này. Sau khi kẻ thù xâm lược thành phố Nam Giang, Bình Loan đã lãnh đạo hội hộ pháp tham gia bảo vệ thành phố Nam Giang, quyết chiến đến cùng với địch. Đợi sau khi kết thúc cuộc chiến này, tôi nhất định sẽ tuyên dương toàn bộ Cục Công an thành phố. Đối với những đồng chí công an đã hy sinh trong trận chiến, này tôi nhất định tận lực bồi thường cho người nhà của họ. Lê Uy Long nói. Vâng, núi Tinh Nguyệt hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi, tôi muốn trở lại chiến trường giết địch. Hà Ngọc Vinh nói. Cô không cần phải quay lại đây nữa đâu, bên chúng ta đã hoàn toàn đè bẹp kẻ thù rồi, các cô đến cũng chả có việc gì để làm. Cô cứ dẫn quân ở lại núi Tinh Nguyệt để phòng kẻ địch lại phái người đến bắt vợ tôi. Lê Uy Long nói. Vâng, Hà Ngọc Vinh nghe thấy Lê Uy Long nói như vậy, cũng chỉ có thể tuân lệnh. Sau khi Lê Uy Long biết Chu Nhược Mai đã an toàn, anh ra lệnh cho binh lính tiếp tục tấn công ác liệt. Nếu không phải có Trương Minh Nguyệt đang nằm vùng ở bên trong nhà họ Phan, thì Lê Uy Long đã trực tiếp dùng hỏa tiễn tiêu diệt toàn bộ bộ đội sở thuộc của chiến thần vô địch tay lo rồi. Thế nhưng, vì Trương Minh Nguyệt đang nằm vùng trong nhà họ Phan, vậy nên anh không thể làm như vậy được. Cho dù trong đó chỉ có một người của bên phe mình, anh cũng không thể không quan tâm đến sự sống hay cái chết của cô ta được. Bên trong nhà họ Phan, Trung tướng, Lê Uy Long đã phát động một cuộc tấn công dữ dội. Tình thế hiện tại vô cùng bấp bênh, chúng ta sắp không thể cầm cự được nữa rồi. Một tướng địch vừa chạy vào lo lắng báo cáo. Mau liên hệ với đặc công của chúng ta. Đã trôi qua lâu như vậy rồi, anh ta rốt cuộc bắt được Khu Nhược Mai chưa? Tay lo cũng rất lo lắng khi nghe thấy tiếng súng cách mình càng ngày càng gần. Vâng, các nhân viên tình báo xung quanh anh ta ngay lập tức bắt đầu liên lạc với Carter, thủ lĩnh tổ đặc công của nước Cự Hùng. Thế nhưng bên Carter lại không có bất kỳ phản hồi nào. Sau đó, các nhân viên tình báo liên tục liên lạc với các đặc công khác, nhưng cũng không có phản hồi nào cả. Báo cáo trung tướng. Không liên lạc được với đặc công bên chúng ta. Nhân viên tình báo lập tức báo cáo lại tình hình cho Tay Lo. Tại sao lại không thể liên lạc được? Tay Lo giận dữ hỏi. Có thể họ đang chiến đấu nên không trả lời được. Nhân viên tình báo nói. 500 người bọn họ đối phó với 50 tên nhân viên bảo vệ. Vậy mà lâu như vậy vẫn chưa thấy kết quả. Năng lực chiến đấu đã kém đến vậy rồi sao? Đợi được đến lúc bọn họ bắt được Khu Nhược Mai, thì tất cả chúng ta đã bị xóa sổ từ lâu rồi. Mau liên lạc lại ngay, Tay Lo bắt đầu nổi trận lôi đình ra lệnh. Vâng, các nhân viên tình báo chỉ có thể liên lạc với từng người một. Kết quả là vẫn không thể liên lạc được với bất kỳ ai trong số bọn họ cả. Báo cáo trung tướng, không liên lạc được với đặc công nào của bên ta. Nhân viên tình báo lại lập tức báo cáo lại tình hình cho Tay Lo. Sau khi Tay Lo nghe thấy báo cáo, trong lòng đột nhiên trào lên một dự cảm không lành. Theo lý mà nói. Nhiều đặc công như vậy đối phó với 50 tên nhân viên bảo vệ thì đánh nhẽ phải sớm có kết quả rồi mới đúng, vậy mà hiện tại lại không thể liên lạc được với một người nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chương 750 kế hoạch thất bại. Hãy đi nói với Cao Hùng, nhanh chóng liên lạc với bên đặc công của nước Liệp Ưng, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Tay Lo giận dữ nói. Vâng. Ngay lập tức một nhân viên tình báo chạy ra ngoài tìm Cao Hùng,
Cao Hùng, các đặc công của chúng tôi hiện không thể liên lạc được nữa, làm phiền anh hãy liên hệ với các đặc công của anh ở nước Liệp Ưng, hỏi xem đã bắt được Khu Nhược Mai chưa. Nhân viên tình báo nói. Đặc công của bên anh, sao lại không liên lạc lại được? Cao Hùng ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng không biết, nếu biết, tôi cũng không cần gọi điện nhờ anh liên lạc với đặc công của bên anh rồi. Nhân viên tình báo nói. Nghe đến đây, Cao Hùng cũng đoán trước được tình hình có vẻ không ổn, anh ta ngay lập tức liên lạc với các đặc công của mình. Tuy nhiên, dù thậm chí đã liên lạc với không chỉ đặc công của mình mà còn một số đặc công của bên khác, anh ta không thể liên lạc được với ai trong số họ. Anh ta đột nhiên hoảng sợ, đặc công của bên tôi từ nước Liệp Ưng cũng không liên lạc được nữa rồi. Hay anh thử liên lạc với một vài bên khác nữa xem. Nhân viên tình báo nói. Cao Hùng lại không ngừng liên hệ với từng bên đặc công của mình, nhưng chẳng bên nào trong số đó anh ta có thể liên lạc được. Chết rồi, đặc công bên tôi cũng không thể liên lạc được nữa. Cao Hùng nói. Tình hình khẩn cấp, chúng ta hãy cùng nhau báo cáo với chiến thần vô địch Taylor đi. Nhân viên tình báo nói. Được rồi, nói xong, Cao Hùng và nhân viên tình báo liền cùng nhau chạy đến báo cáo cho chiến thần vô địch Taylor. Trung tướng Taylor, đặc công của nước Liệp Ưng chúng tôi, cũng không thể liên lạc được nữa. Cao Hùng vừa hốt hoảng chạy vào vừa nói. Taylor nghe thấy điều này cũng trở nên hốt hoảng nói, tại sao tất cả đều không liên lạc được thế hả? Nếu tất cả các đặc công của chúng ta không thể liên lạc được thì chỉ có thể có một khả năng. Cao Hùng nói. Khả năng gì chứ? Taylor hỏi. Chỉ có thể là tất cả bọn họ đều đã bị giết. Cao Hùng nói. Chuyện này làm sao có thể chứ? 500 đặc công đi đối phó với chỉ 50 bảo an, bọn họ làm sao có thể đều bị giết như vậy? Taylor thật sự không muốn tin vào sự thật này. Bởi vì muốn bắt cóc Khu Nhược Mai, sử dụng cô để tống tiền Lê Uy Long là con át chủ bài duy nhất của anh ta để lật ngược thế trận. Nếu không bắt được Khu Nhược Mai thì mọi chuyện coi như vô nghĩa. Có lẽ Lê Uy Long đã chuẩn bị ở đằng sau và cho người phục kích gần đó. Cao Hùng đoán. Theo thông tin tình báo trước đây của chúng tôi, Lê Uy Long đã không thể bổ sung thêm người ở biệt thự Tinh Nguyệt nữa, chỉ có 50 lính canh ở đó thôi. Taylor nói. Có thể hành động của chúng ta đã bị lộ, và Lê Uy Long đã biết được tin này nên anh ta đã cho người chuẩn bị trước cho trận chiến, quyết tâm giết hết các đặc công của chúng ta ở đó, đồng thời triển khai người đến hỗ trợ biệt thự Tinh Nguyệt. Cao Hùng nói. Taylor cũng cảm thấy sự việc có lẽ như vậy thật, bằng không làm sao chỉ với 50 bảo an nhỏ nhoi có thể đối phó được với 500 đặc công chứ. Kế hoạch lần này của chúng ta là tối mật, khi chúng ta thảo luận về kế hoạch này, không có người ngoài nào ở gần, chỉ có tôi và anh biết về nó, vậy nó làm sao có thể bị lộ ra ngoài chứ. Taylor nhìn Cao Hùng chằm chằm, giận dữ nói. Cao Hùng bị ánh mắt đầy sát khí của Taylor tra hỏi khiến toàn thân anh ta run lên vì sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta chắc rằng Taylor đã bắt đầu nghi ngờ rằng anh ta đã làm dò dỉ thông tin về kế hoạch hành động lần này. Trung tướng Taylor, không phải tôi làm, tôi cũng giống như ngài, muốn lật ngược tình thế. Làm sao tôi có thể tiết lộ hành động này ra ngoài chứ? Cao Hùng run rẩy nói. Nếu không phải anh, chẳng lẽ là người của tôi tiết lộ? Taylor nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.